Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Để chiến ngon hết giải nhỉ? Yeah, oh yeah, mình chắc chắn sẽ chơi tới bến cấp độ này. Trong này còn chỗ cho mình không? Còn ghế trống kìa, mình sẽ ngồi vào giữa vậy. Cuối cùng cũng lẻn được vào đây. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bắt tay vào chơi thôi. Phải giãn gần cốt cái đã rồi chơi cho nó hăng. Được rồi, lên nào. Mình sẽ vượt qua ngục tối này và chắc chắn phá kỷ lục tốc độ. Cậu tưởng có thể ném đống NPC đó vào tớ sao? Cứ mơ đi, chết nè. Gì vậy trời, có chuyện gì thế? Ôi trời, vậy là mình không phá được kỷ lục tốc độ được rồi. Trời, bàn phím của mình, có chuyện gì với nó vậy? Phím rơi lả tả khắp nơi, mình phá hỏng nó mất rồi. Nhìn chữ cái W này, chả hết rồi, phắn đi. Mình cần làm một thứ khác để khắc phục sự cố này. Và đã đến lúc thêm chút nhựa epoxy rồi. Tớ không muốn đổ tràn ra đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Xong, tớ đã đổ vào hết các ô, nhựa khô lại rồi. Giờ thì lấy chúng ra. Nhìn phím này cưng quá à. Giờ thì tớ có thể đặt lên bàn phím, thay thế cho các phím đã mất. Được rồi, tớ cảm thấy rất an tâm về bàn phím mới, dễ thương này. Đã đến lúc quay lại với trò chơi rồi, giãn cật cốt nào. Lên nào. Cố lên, mày làm được mà, ấn mạnh hơn, nhanh nữa lên. Khoan, wow, thành công rồi, mình phá kỷ lục rồi, bàn phím may mắn chính là chìa khóa. Này, được rồi, giỏi lắm, một tràng pháo tay chúc mừng nè. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Mình thích dùng kim tuyến, cảm thấy cuộc đời lấp lánh hơn hẳn. Và ai không muốn kim tuyến chứ, đủ rồi này. Giờ mình sẽ đổ chút nhựa lên trên, cái này chắc chắn sẽ rất đẹp. Ý tưởng đỉnh của Chop luôn này. Cẩn thận Sunny, em biết em đang làm gì mà. Nhưng chị đang làm gì đấy? Chị sáng tạo nghệ thuật, thôi phán đi. Đổ kỳ cục. Sao cũng được, thôi em lượn đây. Không, cứu em. Em đang bị đám kẹo tấn công. Thôi từ giờ mình không thèm trượt ván nữa. Cưng nghĩ thế là phải đấy. Ủa, nhìn em làm gì này, hỏng mất rồi. Trừ khi mình có một ý tưởng. Mình sẽ tạo một lỗ lớn trong khuôn cao su, rồi đổ nhựa epoxy trong suốt vào. Trước đó mình phải lau sạch bề mặt này, để tránh mảnh vụn lẫn vào nhựa ấy mà. Và mình muốn có một lớp thật đều. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác thật thư giãn. Ok, vậy là đủ lượng nhựa rồi. Giờ mình sẽ nhả các viên kẹo vào, rồi đổ thêm nhựa lên trên. Mình sẽ đổ sao cho phủ kín toàn bộ kẹo trên lớp đầu tiên. Khi đã xong, mình sẽ để nó cứng lại. Đã đến lúc gỡ khuôn ra rồi. Giờ mình sẽ gắn trục ván và bánh xe vào. Dĩ nhiên là chúng trong suốt. Vậy là mình đã có ván trượt tự chế. Trông thật ngọt ngào phải không? Bạn đã bao giờ thấy thứ gì thế này chưa? Nhìn mà thấy thèm ghê này. Thích quá cơ. Sunny ơi, xem đi này. Chị tặng cho cưng đấy. Dạ. Thật á chị? Cho em. Thật sao? Tuyệt vời ông mặt trời. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Quá trời tiền nè. Hả? Này. Này, quay lại đây, đợi đã. Phải giấu tiền đi mới được. Cái lỗ trên tường này cũng tiện đấy. Mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ cất tiền trong cái lỗ và bảo vệ nó bằng bút 3D. Bắt đầu bằng cách vẽ đường viền, sau đó tạo nhiều đường chéo, làm tương tự nhưng theo hướng ngược lại này. Giờ thì làm cho nó giống như mạng nhện. Vẽ các hình tròn, bắt đầu ở tâm của lưới nha. Thế này nè. Tiền đã an toàn rồi. Ôi không, tìm được cháu rồi. Vậy là chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Cháu làm rơi này. Ôi. Như em đã thấy đấy, chúng tôi có rất nhiều loại hoa đẹp. Việc của em... xin lỗi. Như chị nói đấy, việc của em là chăm sóc hoa. Đẹp quá này. Bông này dễ thương quá. Ui cha. Phù, suýt thì toi. Em có đang chú ý không vậy? Tốt, đi theo chị. Thùng tưới nước ở đằng kia nhé. Wow, trách nhiệm của em luôn. Tưới nước thấy cũng dễ mà. Nhưng đừng tưới nhiều quá. Vâng ạ. Ui không. Nhìn cái đống này đi. Dọn sạch đấy. Vâng ạ, chị cứ tin tưởng vào em. Xem chúng ta có gì nào. Chị muốn em vệ sinh cho sạch cái chậu này. Ui. Và thở. Em xin lỗi ạ, em đang cố hết sức. Tiểu đời nhà ma rồi. Nhưng mà em có cách sửa rồi, chị đừng lo. Không cần vứt chậu cây này đi đâu, chỉ cần lấy bút 3D thôi. Bắt đầu bằng cách vẽ ở mặt bên của chậu.
phun vào đúng phần rìa của chậu cây ấy nhé. Cẩn thận để không bỏ lỡ điểm nào nha. Gần xong rồi. Khi đã xong, tạo một đường từ bên này sang bên kia của đoạn vỡ. Chúng ta sẽ nối hai mặt lại. Rất tốt. Tiếp theo vẽ các đường ngang chậu cây. Rồi tô kín bên trong nữa. Làm cũng hơi lâu, nhưng kết quả thì miễn chê. Một lần nữa, đừng để lại kẽ hở nào nha. Giờ thì dùng bút 3D phủ vào các kẽ nứt. Như vậy vết nứt sẽ không lan ra, giúp chậu cây càng bền chặt hơn. Giờ thì thêm màu nữa này. Trông khác bọt hẳn nha. Chị ơi. Ôi trời, không chê vào đâu được. Đừng làm vỡ gì khác là được. Vâng ạ. Em xin lỗi. Ngủ đã mắt quá. Ủa, nay sinh nhật mình mà. Chúc mừng sinh nhật mình này. Mình làm gì đây ta? À biết rồi. Chắc chắn ở trong này mà. À ha, đồ trang trí xinh phết. Phải tạo không khí sinh nhật chứ. Có cái gì đó sai sai ấy. Ê, dạo này sao rồi bạn Hiền? Tớ có bất ngờ cho cậu đây. Nhắm mắt lại đi. Hả? Nhắm mắt. Ta-da. Bóng bay á, chào tớ á. Ôi, đỉnh quá đi. Thì ngày đặc biệt mà. Tớ sẽ trèo nó lên tường. Nhưng mà tớ có ý này. Chỉ cần đến bút 3D. Xem nhá. Thổi căng bóng bay và bắt đầu dùng bút 3D vẽ quanh nó. Tạo vòng xung quanh bóng bay nè. Cứ xoay vòng cho đến khi phủ kín nha. Khi đã xong, lấy một cây kéo và cắt đầu của quả bóng đi. Bóng bay xì hơi rồi này, nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi lồng. Sau đó, bỏ dây đèn vào bên trong. Vậy là ta có đèn tiệc tùng rồi nhá. Tớ sẽ trèo ngay đây. Trông thật ấm cúng nhỉ. Tớ thích lắm, đẹp hơn hẳn lửa khi đốt rác. Cùng ăn mừng nào. Dọn dẹp chỗ này cho sạch nào. Tớ có cốc này. Tớ sẽ tạo không khí. Và chúng ta cần bánh ngọt. Giờ tớ sẽ ước một điều. Hả? Có chuyện gì vậy? Gió ấy mà. Không sao đâu, thời tiết thôi. Tớ nói quá sớm mà. Chúc mừng sinh nhật. Lại một buổi sáng yên bình nữa. Dậy chuẩn bị thôi nào. Tỉnh đi, chị à. Đánh răng trắng xinh nào. Vẫn buồn ngủ quá. Nhột ghê á. Răng trắng sáng rồi này. Ôi không. Chắc chị không thấy đâu. Ok, gì nữa nào. Trang điểm ổn rồi này. Oh, khuyên tai đâu? Phải đeo vào mới được. Còn chiếc kia đâu rồi ta? Đừng có nhìn em chịu thôi. Chị ấy chẳng nghi ngờ gì. Sao lạ quá ta? Phải làm sao bây giờ? À mình có ý này. Dùng bút 3D, bắt đầu vẽ một hình tam giác như thế này. Vẽ các đường khít nhau nhé. Khi đã vẽ đến đáy của hình tam giác, hãy dùng một màu khác. Chúng ta sẽ tạo miếng dưa hấu, dùng các sắc xanh khác nhau cho vỏ này, rồi chấm đen cho hạt dưa. Cứ vẽ vài chấm khắp phần ruột đỏ là ok la rồi. Khi đã hoàn thành, lật nó lại và thêm chốt khuyên tai. Nhìn khuyên tai vừa thời trang vừa ngon lành. Nhưng chưa xong đâu, dùng bút 3D để vẽ các đường nhỏ. Lặp lại ở mặt bên kia nhé. Chúng ta sẽ tạo hình chiếc lá. Trông dễ thương chưa kìa. Lật lá lại và gắn một ống hút trong vào. Dùng kéo để cắt ống hút. Cài chiếc lá vào vành tai của bạn. Wow, ngầu ghê cơ. Hả? Em muốn làm thợ sửa ống nước. Chị biết mà. Oh, vị khách đầu tiên. Chào bồ. Cậu xinh quá. Cậu cũng thế. Chúc mừng sinh nhật nhá. Ốp điện thoại à? Cảm ơn nhưng tớ có một cái ốp rồi. Xin lỗi nha. Nhưng tớ có một món quà khác. Của cậu đây. Tớ có răng rồi. Đúng rồi ha. Chắc phải còn gì nữa chứ.
Quên mất, tớ có cái này. Tớ xin lỗi nhá. Khoan, kia có phải là bút 3D không? Tớ nghĩ ra ý này hay cực. Đặt điện thoại lên một mặt phẳng, sau đó dùng bút 3D vẽ lên đó. Vẽ từ đáy lên trên nhé. Cứ thỏa sức sáng tạo nhé. Chỉ cần phủ kín cả điện thoại là được. Cố gắng không bỏ qua điểm nào. Nhưng tất nhiên phải tránh ống kính camera. Làm phần này thì cứ thong thả thôi nhé. Bây giờ hãy vẽ ở rìa của điện thoại. Ý tưởng là tạo một chiếc ốp lưng an toàn cho riêng chiếc điện thoại của cậu. Thế này thôi. Tớ có một món quà khác tặng cậu này. Wow, đẹp thật đấy. Hay lắm, tớ vào trong nhé. Còn một vị khách nữa. Chào cậu. Chúc mừng sinh nhật. Tặng quà cho cậu này. Cẩn thận nào. Gì mà lớn tiếng vậy? Thôi kệ, mình cần lên đồ đã. Thắt lưng này dễ thương quá. Nhưng lại hơi nhỏ. Thôi xong, móng tay mình gãy mất tiêu rồi. Đúng là thảm họa. Nhìn bố kìa, khổ thân móng tay. Lêu lêu, vừa vừa phải phải thôi. Chả sao, tớ vẫn cứu vãn được. Chắc sẽ dùng được này. Đúng rồi ha. Để sửa móng tay khẩn cấp, bắt đầu bằng cách dán băng dính lên móng tay. Dùng que gỗ để nhấn băng dính quanh móng của bạn. Tiếp theo, dùng bút 3D vẽ viền móng. Lột băng dính ra thôi nào. Dán băng dính lên mặt phẳng và hoàn thiện nốt phần móng. Tạo hình dạng oval. Dùng bút 3D để vẽ vào khuôn móng. Nhớ là tô cẩn thận không trờm ra ngoài. Tiếp theo, tạo một đường cong nhẹ bằng cách uốn móng quanh một chiếc bút chì hoặc thứ gì đó tương tự. Sau đó, lấy móng giả ra khỏi băng dính. Làm nhẹ nhàng thôi, chúng mình không muốn làm vỡ móng nữa đâu. Dùng kéo cắt móng để tỉa phần nhựa thừa đi này. Cắt theo đường mực ấy. Cuối cùng thì chỉ cần gắn móng thôi. Làm tương tự với những móng còn lại để có một bộ móng sang chảnh nhá. Đẹp quá gái ơi. Wow, tớ sẵn sàng rồi. Nhìn đẹp muốn xỉu luôn. Từ từ. Thôi thôi. Nhấc chân. Chị này bị sao vậy? Nhìn thời gian đi, tới giờ dọn dẹp rồi. Ra khỏi đây hộ cái. Đủ rồi. Chết này. Chạy ngay đi cần kịp. Chà, trò biết tay nhá. Cuộc sống có vô vàn vấn đề nhỏ nhặt, nhưng bút 3D không ngán gì đâu. Đâu là thủ thuật bạn thích nhất? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với đám bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này đó nha. Hình như là Grace. Này, vào nhà đi. Cậu cứ tự nhiên nhé. Cậu sống ở đây á? Khiếp. Ok, tớ sẽ lờ đi. Suýt thì quên mất, tớ có vòng tay mới này. Tặng cho cậu một chiếc này. Cưng à, nếu không phải vàng thì tớ không hứng thú. Đó, tớ còn phải giữ thanh danh chứ. Cậu xem, vòng tay đó còn chẳng có kim cương. Ok, không sao cả, mình đi vào phòng bếp nhá. Cậu thấy thế nào? Nó quá nhỏ. Cậu có muốn ăn kẹo mút không? Cậu nên ăn cái nào ta? Cầm lấy này. Đây mới đúng là kẹo mút. Đúng là xấu hổ quá. Ra đây ngồi. Không rộng lắm, nhưng ấm cúng mà. Phòng quản gia nhà tớ còn đẹp hơn. Khoan, tớ biết. Cậu có muốn chơi với Poppit không? Cậu gọi đó là Poppit đó. Xem đây này. Bố tớ đã đặt làm riêng cho tớ đấy. Sao tớ phải cố gắng chứ? Tớ cũng thường hỏi câu đó. Đây là phòng tắm nhé. Chả hiểu sao tớ làm thế này nữa. Mà chờ một chút. Phòng cổ đó khiến mình nghĩ ra một ý. Chắc là hiệu quả đấy. Đợi tớ một chút. Mình lấy một khuôn hình bệ bồn cầu. Đừng lo, nó sạch mà. Mình đặt dây đèn led lên. Rồi rắc thêm vụn lá vàng nữa. Mình sẽ rắc thêm cái khuôn này. Sau đó mình sẽ đổ nhựa trong suốt lên. Cứ đổ đến khi nào phủ kín mọi thứ nhé. Mình sẽ đổ đầy đến rìa luôn. Cứ thong thả thôi, mình không muốn làm hỏng nó đâu. Khi đã cứng lại, mình sẽ tách nó ra khỏi khuôn. Nhìn đẹp quá đi. Việc cuối cùng cần làm là ghép lại. Vào xem phòng tắm đi này, chắc cậu sẽ thích đấy. Có gì khiến cậu chú ý không? Chả biết nữa. Khoan, có phải bệ bồn cầu bằng vàng không? Khoan đã, còn nữa. Nó phát sáng. Đẹp phải không nào?
Bravo! Đỉnh của chóp! Vậy là dọn dẹp xong rồi. Chị Grace, xem em có gì này. Em cứ mong là mình có thể cùng ngắm sao. Đi nào, sẽ vui lắm. Ý tưởng hay đấy, chị thích thiên văn học. Đi thôi. Nóng lòng quá. Biết đâu mình sẽ nhìn thấy người ngoài hành tinh. Chắc là mình sẽ chẳng thấy cái mô tê gì. Chả, ngoài những đám mây xám xịt. Em có xem dự báo thời tiết không vậy? Bực mình quá đi mất. Chị chẳng bao giờ có gì hay ho. Mày ngớ ngẩn. Em xin lỗi Grace. Thôi vào trong nhà đi. Chờ em nữa. Giờ chúng mình phải làm gì đây? Em cạn ý tưởng rồi. Chắc là lại một đêm nhàm chán nữa thôi. Khoan đã. Nhìn dây đèn kìa. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Các bạn sẽ thích cho coi. Đầu tiên mình cần một cục đất nặng nhỏ hình tròn. Mình sẽ cán mỏng nó ra, y như nướng bánh vậy. Giờ mình sẽ cần khuôn cắt bánh quy ngôi sao và cắt bột hình ngôi sao. Bóc đất nặn thừa đi thôi. Làm thế này dễ hơn nhiều này. Sau đó mình nhẹ nhàng nhấc khuôn cắt bánh quy lên. Tiếp theo mình cần một chiếc ống hút. Mình sẽ dùng nó đục lỗ trên đất nặn. Mình sẽ đục một lỗ nữa. Đúng như thứ mình muốn rồi. Mình sẽ luồn đèn qua các lỗ, làm tương tự với nhiều sao hơn, cho đến khi mình có một dây đèn. Chị thấy thế nào? Đỉnh, đẹp lắm luôn. Em sẽ treo phía trên lò sưởi. Dễ thương quá đi. Nhanh, mau tắt đèn đi. Cảm giác giống như ở dưới bầu trời sao và chẳng có đám mây nào che khuất. Lung linh quá kìa, không tin được em khéo tay vậy. Và một cốc ca cao nóng, quá hợp tâm trạng luôn. Ôi trời ơi, cuốn sách này hấp dẫn quá, không thể rời mắt nổi. Chà, em sẽ đi mua sắm. Mình có thẻ tín dụng để mua thả ga. Gặp chị sau nhá, bye. Ừ, đi vui nhá. Có tin nhắn. Là Kevin nhắn. Tối nay bỗng trở nên tuyệt vời hơn biết bao. Thật không thể tin nổi. Woohoo. Lấy chìa khóa nào. Khoan, rõ ràng chìa khóa ở đây mà. Ôi không, không ổn rồi. Mà chờ một chút. Sunny. Phù, mệt ghê này. Sao thế? Sao chị lại nhìn em đằng đằng sát khí thế? Em lấy chìa khóa của chị. Đưa đây. Hả? Chìa này ấy hả? Này của em mà. Em nghĩ thế hả? Chắc tại em biết mình suốt ngày làm mất chìa khóa. Nhớ lại tuần trước đi xem đúng không. Của em à? Nghiêm túc đấy hả Sunny? Em đã tìm hoài đó. Cái quái. Ra là ở đây. Có nhớ không? Không. Em có thể chứng minh đây là của em. Đây chỉ là nhầm lẫn nhỏ nhỏ thôi. Lẽ ra chị đã có thể đi chơi với Kevin. Chuyện này suốt ngày xảy ra, phải khắc phục mới được. Và mình đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Mình có một khuôn hình trái tim. Mình sẽ đặt chìa khóa vào đó, rồi đổ nhựa màu đỏ vào khuôn. Nó chứa sẵn kim tuyến rồi, rất đẹp và lung linh. Có vẻ cứng lại rồi, mình sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Chà, nhìn mà xem, đẹp ơi là đẹp. Rõ là đáng yêu. Chưa gì mình đã thấy lãng mạn rồi. Ước gì mình nghĩ ra cách này sớm hơn. Mình sẽ đặt ngay đây. Giờ thì khỏi lo nhầm lẫn chìa khóa nữa. Em đi ra ngoài đây. Khoan, không phải của mình. Nhưng mình đã bỏ đâu chứ? Khoan đã. Ở đây này. May mắn thật đấy. Bye. Ha, biết ngay sẽ hiệu quả. Đừng hỏng đi nữa nhá. Với một chút xi măng hoặc nhựa, cùng sức sáng tạo bất tận, bạn có thể tạo ra nhiều thứ. Đâu là món đồ thủ công yêu thích nhất của bạn? Hãy cho chúng tớ biết trong phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hữu ích như video này nhé. Dù bạn có giàu hay nghèo thì các thủ thuật với bút 3D này cũng dành cho tất cả mọi người. Không hiểu mọi người uống nước chanh vắt từ lâu rồi như thế nào chứ? Chán quá đi! Chắc mình phải ra ngoài thôi. Nhưng như thế thì phải đi dậy.
Chà, cũng đơn giản thôi. Yuhuu, bên cô Ava. Tôi cần giày. Có khó khăn gì đâu. Tôi đã chọn đuôi sáng bóng nhất. Không. Ồ, được thôi ạ. Đỏ rực lửa nhé. Không. Xăng đan. Còn giày thể thao thì sao? Không mà. Chọn giày đúng là khó như lên trời. Ít ra thì mình đã diễn xong phần trên. Được rồi cô Eva, đây là đôi cuối cùng của cô. Ơ kìa, trời có mưa đâu. Làm ơn đừng đuổi việc tôi. Thôi anh đi ra ngoài ngay đi. Phải nghĩ cách mới được. Mình có tự làm giày được không ta? Ôi trời, mình điên mất thôi. Cô ấy đi đôi này không? Còn đúng đôi này thôi. À mà, sỏi giải chậu cây cũng được đó. Có cách rồi. Dùng bút 3D phun vào các chỗ trống. Tiếp tục cho đến khi bạn tạo được hình dạng mong muốn. Xong một bên đế rồi. Giờ thì lấy một cái bát giấy như thế này và cắt đôi. Dùng bút để đè lên đó. Các thanh này sẽ cố định. Cứ tiếp tục nhé. Và khi đã thấy đủ, hãy kéo phần giấy ra. Dùng ri băng để buộc các thanh lại nè. Buộc thành một hình nơi xinh xắn nhé. Cưng quá, cô ấy sẽ mê cho mà xem. Ồ, Ava. Tôi tìm được đôi dép hoàn hảo cho cô đây, thích không? Anh nghiêm túc đấy hả? Cực kỳ nghiêm túc luôn. Thật sao? Ôi trời, làm ơn hãy thích chúng đi. Mình không thể mất việc vì chuyện này. Anh chắc chứ? Cuộc đời mình phụ thuộc vào khoảnh khắc này. Thư giãn đi, tôi sẽ mang chúng mà. Ôi. Chính ra cũng đáng yêu phết đấy. Mong là vừa chân tôi. Xinh, mà lại có một không hai chứ. Phải khoe lên Instagram mới được. Đống này vẫn đây à? Muốn tôi dọn hết sao? Lạnh dã man. Mình lại ngủ quên trên sofa à? Ồ, tóc rối khiếp. Lấy lược chải vậy. Đẫn với một đống đồ linh tinh. Kinh quá. Toàn mạng nhện phủ lên rồi. Dùng tạm vậy. Méo mó còn hơn không. Lược này không còn chải tốt như ngày xưa nữa. Sao mà rối cục to thế này. Au. To tướng luôn. Thật điên rồ. Rối quá. Cố lên. Tóc lúc nãy còn ở trên đầu tôi mà. Cái lược dởm này làm đứt lên tóc của mình. Thôi kệ đi. Dùng móng tay có khi còn ổn hơn. Hoặc không. Có gì khác dùng được không ta? Kê vét bổ thì sao nhỉ? Tất nhiên rồi. Dùng bút 3D để tạo lông. Cũng hơi lơ một xíu, nhưng kết quả cũng vã công. Bạn có thể làm lông dài hay ngắn tùy ý nhé. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn làm hết trên cây. Tỉa bớt đi nào. Các một nửa là ổn lắm đó. Xong, vậy là bạn có bàn chải lược cực xịn rồi. Tóc rối chẳng còn là vấn đề nữa. Tóc mình sẽ bóng mờ cho mà xem. Mà chẳng hề tốn chút công sức. Chẳng phải tóc mình trông tuyệt lắm sao? Sáng tạo thật tuyệt. Nhưng cũng mệt ghê. Ôi trời, mong là bài kiểm tra không quá khó. Có chuyện gì thế nhỉ? Bọn đầu to kia. Tụi mình sẽ quẩy banh nơ. Có tiệc à? Bữa tiệc lớn nhất. Tuyệt của mèo. Tiệc đỉnh nhất quả đất. Có váy đẹp mặc rồi. Đi quẩy thôi. Nhưng bộ móng này, thế này thì đi đâu được. Làm móng thì quá đắt đỏ. Mình có thể trốn trong này bao lâu chứ? Muốn in 3D nè.
Muốn có móng xinh sao? Trước tiên đặt giấy sáp xuống bàn đã. Xác định khuôn móng rồi thì vẽ viền ngoài của móng là xong. Bỏ giấy sang một bên. Và vẽ nốt hình móng tay. Sau đó tô bằng bút 3D, màu đỏ cực sáng ra. Trông đẹp phết rồi đó. Dùng một thanh như thế này để uốn cong cho khít móng thật của bạn. Và lột giấy ra khỏi móng. Và móng vừa như in luôn. Ta-da! Tuyệt vời ông mặt trời. Bút này tiện thật đấy. Ai cần đi làm móng đắt tiền khi bạn có thể tự làm chứ? Chà, móng cậu đẹp tuyệt đó. Cảm ơn cậu. Làm mình tự tin hơn biết bao nhiêu. Này Ava, hôm nay cậu lộng lẫy quá. Là thật sao? Không. Là đây biết sao? Đừng! Tóc mình! Đáng lẽ nó phải trông quyến rũ chứ? Ồ, tóc dài phiền quá. Ổn hơn rồi. Cậu ấy chẳng thèm để ý đến mình. Cứ đám đúa nhìn Ava kìa. Thật sao? Thử lại coi sao. Ổn cả mà. Hả? Đồ của mình rơi hết qua lỗ này rồi. Ngày hôm nay may mắn quá cơ. David ơi. Khuyên tai của Annie đẹp quá nè. Nè. Tớ á. Xin lỗi. Cậu đi đâu vậy? À, cậu thực sự thích chúng sao? Khuyên tai độc lạ đó. Cứ nhắn tin cho tớ trên Insta nhé. À, em đã tưởng mình hay lắm sao? Nhưng khuyên tai của cậu ấy xinh thật. Tớ thích khuyên tai của cậu. Để tớ làm cho cậu nữa nha. Tôi viền hình lá với bút 3D nè. Tớ màu luôn nha. Trông giống cái lá thật nhỉ. Khi đã khô, đính nó vào một sợi dây xích. Rồi thêm một cái lá dưới này. Phối chung tùy thích nhé. Đẹp nè. Annie, cảm ơn. Trông cũng ra gì vào này nọ đấy. Bạn có ước mình có bút 3D như trong video không? Bạn sẽ sáng tạo gì đầu tiên? Chúng tớ cực mê đôi xăng đan tươi tắn đó. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè nhé. Xem video này chưa nè? Đăng ký kênh YouTube của chúng tớ để không bao giờ bỏ lỡ nha. Annie, biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời nhé. Em đồng ý sao? Ôi không, vậy là Hồng có nhẫn rồi. Khoan, anh biết mẹo này sẽ giúp anh đèo nhẫn lên tay em ngay. Đẹp phải không nào? Giờ dán nó vào ngay mặt này. Vấn đề được giải quyết. Em đồng ý lấy anh chứ? Lần nữa ư? Mong là đeo vừa. Wow! Em mới đồng ý rồi. Nơi này chẳng khác gì trong ảnh cả. Mình nên làm gì trước đây ta? Mình ghét xem thời sự. Khoan đã. Ui á. Vâng ạ. Có chuyện gì thế ạ? Tên trộm này đang lùng sục khắp thành phố. Hãy trông coi đồ đạc cẩn thận. Tên này có thể nhảy qua bất cứ thứ gì. Cửa sổ khóa là tài đặc biệt của hắn. Một người qua đường đã thấy và đuổi hắn trên phố. Nhưng tiếc thay, hắn vẫn chưa bị bắt. Nếu có thông tin gì, hãy báo cảnh sát. Nhà bạn đang gặp nguy hiểm. Eo ơi, thế này ai mà dám ra đường nữa? Mình chẳng dám ra ngoài chơi. Đồ trang sức ở khắp mọi nơi. Cả tiền nữa đây này. Trừ khi... thật may mình đã thủ sẵn kế hoạch. Chờ xíu nha. Đường xa ghê. Nhưng trước khi mình dỡ đồ, để xem dạo này thế nào rồi. Tên trộm nhà. Cái thằng trộm xấu xa này.
được của nó. Hộp trang sức à? Hả? Chả có gì ngoài cái kẹp tăm. Mất công quá. Đồ có giá trị đâu hết rồi cơ chứ. Vẫn chả có gì. Không thể hiểu nổi. Nghĩ nào. Thùng rác. Không đời nào. Cảnh sát. Mình phải chuồn lẹ khỏi đây. Ôi không. Chả hiệu nghiệm kỳ diệu luôn. Và chỉ cần một quả bóng nhỏ thôi. Xem này cả nhà ơi. Bạn có ấn tượng không? Thay vì những chỗ hiển nhiên, hãy cất trang sức ở những chỗ ít ai nghĩ tới. Sẽ chẳng ai nhìn trong này đâu. Vì vậy, nó là một điểm giấu đồ hoàn hảo. Hãy dùng một miếng bìa cắt tông như thế này và cắt một hình tròn ở chính giữa. Nhỏ keo nóng ngẫu nhiên lên bìa cứng để dán vỏ kẹo và rác. Nhưng đừng để lộ bìa cứng ra là được. Cứ tiếp tục. Và khi đã phủ kín rồi, bạn đã có một chỗ giấu đồ cực đỉnh. Hôm nay là ngày chán nhất của đất. Dẫu sao? Hoa đẹp quá kìa. Không biết là... Ôi mẹ ơi, con chỉ muốn nói là con yêu mẹ lắm. Ồ, con trai dễ thương của mẹ. Yeah, hái hoa thôi. Woohoo, về nhà thôi. Ôi trời, hỏng hết mất rồi. Mẹ ơi, con có cái này cho mẹ. Vì mẹ rất là quan trọng đối với con. Oh, wow, tặng mẹ ạ. Chỉ để thể hiện là mình quan tâm, ba nhé. Giờ phải làm gì với đống này đây? Ôi chà. Khoan, có lẽ mình có thể làm gì đó với nó. Oh yeah. Bạn có hộp đựng cũ bằng giấy. Hãy úp ngược nó và đặt một ly rượu vang lên trên. Cũng úp xuống. Sau đó, rắc hoa xung quanh rìa. Dùng bất cứ màu nào bạn thích. Sau đó đổ nhựa lỏng vào phần này. Nhớ đổ đầy lên tới mép luôn nha. Đừng có lo, nó sẽ phủ kín hoa. Sau đó thì đợi cho cứng lại. Giờ thì bỏ ly ra và bạn có chiếc vòng tay lộng lẫy này. Đúng là có 102. Bạn có thể làm nhiều tùy thích. Mẹ ơi, mẹ có thích rắn không? Đủ giả đấy, bình tĩnh đi. Hả? Bro, chương trình thật tuyệt vời. Nhưng họ có tha thu ngầu thế này không? Hả? Wow! Wow! Ok, tớ cũng phải sắm một hình. Tự dưng nhìn David hấp dẫn quá. Chào, tớ sờ thử nhé. Đau à? Không, nhằm nhò gì. À, đau quá má ơi. Anh đang làm gì thôi hả? Ra là chưa bắt đầu à? Úi cha, sẵn sàng chưa? Chắc là rồi. Ôi trời, tôi thực sự tha thu này. Không, không á, cậu dũng cảm quá. Ước gì tôi cũng có hình xăm đẹp. Nhưng ít nhất tôi có thể ra vờ nhỉ. Nhìn tớ này. Mực mà đòi khoe à? Không giống của tớ. Sao bây giờ? Mình vẫn có thể gây ấn tượng. Thấy cái này chứ? Ừ, tớ có thể quay cực nhanh luôn đấy. Chả ăn thua gì cả. Có cách nào thu hút sự chú ý của David không? Đúng rồi. Này, bộ này nhìn hợp với tớ hơn nhỉ? Không. Chán như con rán. Mà chờ một chút. Mình biết mình phải làm gì rồi. Lấy một cái kẹp giấy và cắt phần đầu thế này. Vậy là bạn có nhiều mảnh như thế này. Bạn chỉ cần 4 mảnh là đủ. Wow. Khuyên của cậu đẹp hết sảy. Mà cậu xỏ khuyên quá trời nữa ha. Còn tớ lại chỉ có một hình xăm vô tích sự này. Đi chơi không? Chúc may mắn lần sau. Thành công mỹ mãn. Xem phim kinh dị hả?
Tớ xin lỗi nha. Này, chờ tớ xíu nhé. Oh yeah, nàng mê ta như điếu đổ. Phew, càng lúc không khí càng nóng hơn. Khoan, khuyên tai của mình đâu? Hẳn là lúc nãy mình quên đeo rồi. Đó, nhìn quyến rũ hơn hẳn. Không, khuyên tai ơi. Cơ, đùa tôi hay gì hả trời? Mình thật sự phải làm chuyện này sao? Ôi trời. Hả? Đây không phải khuyên tai. Ừ, khoan, có phải không? Ha, hả? Ôi trời ạ. Này. Sao thế? Tại mình à? Không. Sao? Nói tớ nghe. Bông tai yêu thích của tớ đây. Này. Bỏng ngô không? Không. Này, ít nhất mình đã cố. Khoan, biết đâu mình dùng được cái này. Bạn có bỏng ngô đầy màu sắc ư? Xỏ nó vào móc khuyên tai. Bỏng mềm xốp nên xỏ rất dễ, thấy không? Thành công rồi này. Ta da. Hả? Tặng cậu đấy. Wow, vừa xinh vừa nhẹ nữa chứ. Cậu đúng là anh chàng ngọt ngào nhất. Thưởng một nụ hôn nè. Thôi bye bye nha. Oh yeah. Annie. Annie. Này, bố cần con móc rèm cửa lên. Ngay. Không. Có. Con không chịu nghe lời bố à? Thật ngớ ngác ngớ ngẩn. Sao mày mình với cao lên vậy được? Ok, chắc là với tới này. Trời, không thấy gì. Wow. À. Má ơi, bỏng tung khắp đôi rồi còn đâu. Mình không treo được. Khoan, mình mới nghĩ ra một ý cực hay. Bạn thấy vòng rèm cửa chứ? Hóa ra chúng khá là linh hoạt đấy. Đầu tiên hãy đổi màu nhé. Tớ thích màu vàng. Và đừng ngại phủ lên vài lớp cho đều màu nhé. Khi đã khô, luồn một sợi duy băng dày qua cái vòng đó. Cứ luồn qua vài lỗ như vậy. Gấp duy băng ra sau khi bạn cho thêm các vòng vào. Cứ tin tớ đi. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Và đây sẽ là món trang sức quý phái. Thấy không? Dù sao thì ai cần rèm chứ. Thế này có phải lộng lẫy hơn không? Hả? Sao mà con nghĩ ra được như vậy? Đó. Xong một nửa rồi. Đưa bố nốt nửa kia. Cơ mà trông cũng đẹp thật. Bạn có hứng sáng tạo ra đồ đẹp để mặc hoặc đeo không? Các mẹo này hẳn rất hữu ích cho bạn. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này. Được rồi, tụi mình bắt đầu bằng cách cho hết cọng mút vào khuôn thế này nhé. Đến lúc thêm keo resin rồi nè. Tụi mình cần đảm bảo rằng keo được đổ đều quanh khuôn á. Vậy là đủ rồi, giờ thêm M&M nào bà con ơi. Nhìn xinh xắn và sặc sỡ ghê. Rắc quanh khuôn luôn nhé. Và đến lúc đợi nó đông lại rồi. Ta-da, một cái khuôn kẹo ngọt siêu ngon lành nè. Cậu nghĩ thế có được không Kỳ Lân ơi? Chà, mèo bánh kem, tớ nghĩ là rất tuyệt luôn đó. Tuyệt, thế thì mình ăn mừng bằng vài chiếc thơm Kỳ Lân nhá. Woo, tụi mình mở tiệc Kỳ Lân và mèo bánh kem thôi. Gì vậy? Anh ấy cho tụi mình xem gì kìa? Là ốp điện thoại độc nhất, hàng giới hạn có chủ đề Kỳ Lân đó nha. U là trời! Mua ngay nào, chúng tôi chỉ có một vài sản phẩm với mức giá cực hấp dẫn là 200 đô, gọi thôi. À, mình thích cái đó, mình muốn mua ngay, mẹ ơi. Sao thế con, cái gì vậy, có chuyện gì, con đau ở đâu? Nào, thôi dùm, sao vậy con, mẹ xem tivi kìa, con thích cái đó. Hả, con đùa mẹ à, ốp gì mà 200 đô lận. Mẹ thấy chưa, xịn sò quá trời, con thích lắm, xin mẹ đó. Được rồi, con yêu, để xem mẹ còn bao nhiêu. Ý, mình muốn có ốp lưng Kỳ Lân quá. Mẹ mình giàu lắm, mẹ sẽ mua cho mình tận 2 cái cho xem. Không, 3 cái luôn.
Hả? Ôi trời con yêu, con là mẹ hết hồn. Đây rồi này. Hình như mẹ sắp hết tiền mất rồi. Mình không mua cái ốp ấy cho con bé được. Đắt quá đi. Hả? Cái gì đằng kia thế nhở? Chắc được đó. Chào, cháu mua 2 cái. Kia mẹ. Đợi đây chút nhé bé con. Mẹ có kế hoạch rồi. Ok, mình có khuôn kỳ lân và chút keo resin ở đây. Phải rót đủ resin vào đây cái khuôn luôn nhé. Thế là xong, giờ mình chỉ cần để keo khô lại thôi. Lấy nó khỏi khuôn để xem nó thế nào nhé. Xinh thật đấy, giờ mình sẽ dán nó lên ốp với mấy hình còn lại. Hoàn hảo, con bé sẽ thích cái này lắm cho xem. Gina ơi, xem mẹ có gì cho con này, bất ngờ chưa? Wow, ốp điện thoại kỳ lân nè. Nhìn còn tuyệt hơn cái trên tivi nữa. Con thích lắm ạ, cái ốp này rất là cưng luôn. Hủ, khoan đã, trên tivi có gì vậy? Ốp điện thoại đã lỗi thời rồi, giờ chúng tôi có tai nghe cực cute. Nghe nhạc khi nhảy nhót cùng mấy cái tai nghe dễ thương nè. Wow, y như mèo bánh kem luôn. cô Tiên lấy mất bài tập của em rồi. Gì, con bé vẫn nướng à? Nhưng xem mấy giờ rồi kìa, 7:30 sao? Con bé ngủ quên mất tiêu rồi. Tina, Tina ơi, con yêu, con phải dậy thôi, con sẽ muộn giờ đấy. Chỉ 5 phút nữa thôi mẹ. Ok, tại còn ép mẹ đấy nhé. Tina, ra khỏi giường mau. Woo, mẹ quẩy cho con nghe nè. Sao ồn ào thế không biết. Hả, ai đấy? Chào buổi sáng cục cưng, đến giờ đi học rồi. Ủa, sao cơ? Sao hả? Con nhìn đồng hồ kìa, đã 7:30 rồi. Thời gian biểu rất rõ ràng luôn, con phải dậy lúc 7 giờ mà. Dạ phải, thời gian biểu, đi học và tùm lum tùm la. Đúng rồi đó bé yêu, nào dậy đi, con phải lên đồ nữa. Mẹ thôi mà, con lớn rồi, con tự mặc được, con có phải em bé đâu. Con xinh quá đi, như công chúa vậy đó. Con thích bộ này lắm ạ, cảm ơn mẹ. Ôi trời, tóc con, chúng ta phải làm gì đó ngay và luôn. Ngồi yên nhé. Không, mẹ ơi, đừng lấy mấy cái lược đáng sợ đó trả cho con, đau lắm mẹ. Chà, chúng ta phải làm gì với tóc con chứ? Chờ chút nào, có lẽ mẹ biết cách chế ngự mái tóc của con đấy nha. Mẹ có ý này, đợi xíu nha con yêu. Ok, mình có khuôn làm kẹp tóc này, đến lúc cho kẹo nớt vào rồi. Mình sẽ cho kẹo vào khuôn và giờ là keo resin này. Hãy dùng resin trong để có thể nhìn thấy kẹo nhé cả nhà. Phải đảm bảo để kẹo được phủ keo hoàn toàn và khuôn được đổ đầy keo resin nữa. Đấy, vậy là xong rồi. Mình chỉ cần thêm kẹp vào và để keo khô thôi. Lấy khỏi khuôn được rồi đó mọi người. Nhìn cứ bị đáng yêu ấy. Bé con, xem mẹ có gì dành cho tóc con này. Kẹp hình kẹo đó. Mấy cái này làm từ kẹo nớt đó ạ? Wow, thích quá đi. Chính xác luôn, con cầm đi, để mẹ trải, rồi mình kẹp lên tóc con nha. Giờ dùng kẹp tóc nào? Một chiếc ở bên này và một chiếc ở bên kia. Tuyệt, con có kẹo trên tóc nè, xịn sò quá, con cảm ơn. Có gì đâu, và con xinh lắm luôn ấy. Ôi không, mẹ phải đưa con đi học thôi. Nào nào, nhanh chân. Ok, đến lúc vẽ rồi nè, mình cần đất sét á. Tuyệt, rồi này, mình sẽ bắt đầu với màu này. Và màu này nữa, màu nào mình cũng thích hết. Wow, đây là bức tượng tuyệt nhất mình từng làm á. Chú kỳ lân này đỉnh ghê. À không, đây là công chúa kỳ lân. Ok, giờ mình phải dùng dụng cụ để tạo ra các chi tiết. Con yêu, mẹ biết con đang học chăm chỉ, nhưng mà có snack nè. Bánh kem mini cho con đấy, con thích không nào? Tuyệt quá, con xin. Khoan, sao mình lại có bánh kem ạ? À, đương nhiên là tại hôm nay rất đặc biệt chứ sao nữa. Ngày của mẹ đó. Ngày của mẹ ạ? Ôi không, mình quên mất tiêu. Mình chưa có quà tặng mẹ nữa. Mình phải làm gì đó thôi. Mình nên làm gì ta? Mình chỉ có mỗi đất sét nè, giấy nè và bút chì màu á. Khoan, hay là mình làm quà cho mẹ, mẹ sẽ thích lắm đây. Được rồi, mình làm một miếng dưa hấu nhỏ xíu này. Mẹ thích món này nhất. Giờ mình cần sơn chút keo resin lên để bảo vệ miếng dưa. Như vậy thì đất sét sẽ không bị nứt ra và sẽ cứng cáp. Nhìn này, tớ sỏi ẻm và dây chuyền á, đáng yêu ghê, đến lúc tặng quà cho mẹ rồi. Mình phải thừa nhận, ngày của mẹ cũng hơi bị chán ấy. Mẹ ơi, đoán xem ai này. Con yêu Tina phải không? Chuẩn ạ, chúc mừng ngày của mẹ, con làm quà tặng mẹ này. Trời đất ơi, không ngờ con lại làm cái vòng cổ này đấy. Còn mẹ thông minh ghê, mẹ thích lắm á. Mẹ sẽ không bao giờ tháo ra luôn. Cảm ơn Tina nhiều, hôm nay chính là ngày lễ của mẹ tuyệt nhất đó. Mình phải chuốt mascara thật kỹ nè. Wow. Ava. Hù được nhá. Ava, chị đang trang điểm mà. Chị quá đáng quá à. Trời ạ, con bé lầm lố ghê. Giờ mình phải sửa lại mất rồi.
mình sẽ tẩy mascara khỏi mí và chuốt lại từ đầu. Lén lút là lén lút nè. Ava, em mới ném quả bóng vào chị đó hả? Đâu, không phải em. Ava, nè, cho em đấy. Có lẽ cái này sẽ ngăn em không làm phiền chị nữa. Giờ ngồi xuống và ăn kẹo đi, đừng làm phiền chị nữa. Ok, vậy cũng được đó Tina, chị muốn sao cũng được. Chị ấy đi rồi, mình sẽ phá bản trang điểm của chị ấy. Nhìn mình nè, mình là Tina, mình rất là xinh. Khoan, nhiều cọ lắm luôn ấy. Mình là Tina, mình sẽ đánh cọ trang điểm lên mặt. Ngứa quá. Achi, không chơi cái này nữa đâu. Ôi, cái gì đây ta? Có cái ngăn kéo bé xíu nè. Ôi không, tay nắm ngăn kéo hỏng mất tiêu rồi nè. Nhanh nào, mình phải giấu đi trước khi chị quay lại. Ngồi lên đi. Ôi không, chị thế nào cũng phát hiện được mình làm hỏng cho xem. Chị ấy mà giận lên là sợ lắm. Thế nào cũng vặt cổ đồ chơi của mình. Không, đừng xé đầu búp bê mà. Em ấy không có lỗi đâu. Ha ha, được rồi nhé. Ai bảo làm hỏng đồ của chị mày trước làm gì? Không, mình phải làm gì đó. Mình không muốn búp bê bị vậy đâu. Khoan, mình có mấy cục Skittle chị cho nè. Mình biết phải làm gì rồi, sửa mọi thứ xem nào. Mình sẽ dùng khuôn hình môi và cho Skittle vào. Giờ phải cẩn thận rót resin nè mọi người. Ok, resin đã cứng lại và có thể lấy khỏi khuôn rồi nha. Yay, môi kẹo nè, mình muốn hôn một phát quá. Và giờ mình bỏ ẻm vào chỗ tay nắm bị hư. Mình phải quay lại ghế ngồi thôi, không thì Tina phát hiện ra mất. Ok, giờ trang điểm tiếp xem nào. Ủa, tủ kéo của mình sao có môi thế này? Hình như nó cũng giúp mình đóng mở được đó nha. Chả, vậy được rồi, mình sẽ bôi son tiếp. Cái gì? Son của mình bị sao á ta? Ôi không, mình cũng làm hỏng son của chị ấy nữa. Chạy mau nào. Ava! Thật tuyệt khi được về nhà. Hôm nay mệt xỉu luôn. Hả, chìa khóa nhà đâu ta? Cái này là sao má? Không phải khóa. Không phải. Không, không, không phải luôn. Cái gì vậy? Mình không có khóa rồi. Mở cửa cho con. Con muốn vào nhà mẹ ơi. Mình thích bài này nhất. Hả? Ai đang đập cửa thế nhở? Hình như ngoài cửa có người thì phải. Bó tay thôi. Úi. Chào mẹ. Ava con yêu. Chuyện gì vậy con? Chờ chút, đợi con ngồi dậy ạ. Xin lỗi, con mất chìa khóa ạ. Mẹ hiểu rồi, bực mình thật ha. Để mẹ xem thử xem nào. Có lẽ nó rơi ra lúc con mang giày á mẹ. Hay là con lại làm rơi vào toilet như hôm nọ. Mình phải xem dưới giường mới được. Đồ hay rơi xuống đó lắm. Chà, hay là ở trong nhà bếp nhở? Có khi ở trên tủ bếp cũng nên. Hay ở đây ta? Không. Không phải chìa khóa của mình mà là một thanh sô-cô-la ngon tuyệt. Xin nhé, thế nào cũng ngon xỉu luôn. Không có nè. Hả, tiếng gì vậy ta? Chào mẹ, mẹ ăn sô-cô-la không? Không đâu con, mẹ ổn. Mà này, chờ chút. Chìa khóa treo ngay trên ba lô của con bé luôn kìa. Ava. Ôi, mẹ tìm thấy rồi. Phần thưởng của mẹ là một tí sô-cô-la ạ. Ái chà, cảm ơn con. Cái này là mình nảy ra một ý. Mình đã cắm một cái móc vào miếng sô-cô-la rồi đây. Giờ chỉ cần nhúng nó vào keo resin thôi. Rồi biến nó thành cái móc chìa khóa. Vậy là con bé sẽ không làm mất nữa. Ava ơi, xem mẹ có cái gì cho con này. Wow, mẹ làm cho con móc khóa sô-cô-la đó ạ. Con thích lắm, nhưng mà con thích sô-cô-la thật ăn được hơn cơ. Chà, không có gì đâu con yêu. Tuyệt, lại vừa nhảy vừa nấu ăn thôi. Mình sắp dọn xong phòng này rồi. Hả, gì đây? Vụn bánh hả? Chào cưng, nhớ em không? Sao mi dám xuất hiện trước mặt ta hả? Xem đây. Món chả này ngon ghê. Mình cảm thấy rất ấm áp luôn. Đừng mà, Ava. Sao con không để lên miếng lót ly hả? Quá trời vòng nước đọng trên bàn gỗ kìa. Không. Ác mộng. Nhưng mình vẫn có thể ngăn chặn điều này. Dừng lại Ava. Mẹ, sao mẹ làm thế ạ? Chà, mẹ đang lau dọn đấy. Mẹ không muốn con để lại nước trên bàn đâu. Thế nên giờ con phải cầm cốc một lát đó. Ok, mẹ có ý này. Đợi xíu nha, mẹ sẽ quay ngay lại. Mình có một lát cam khô này, nhìn xinh nhỉ. Và giờ mình sẽ dùng súng bắn keo để tạo một vòng tròn xung quanh. Đây sẽ là một khuôn cho keo resin. Mình sẽ đổ resin vào trong và lên trên miếng cam. Xong nhé, giờ để keo khô lại này. Tuyệt quá, mình sơn rìa màu vàng luôn. Để cái lót ly xinh xẻo hơn. Con yêu, mẹ đã giải quyết được vấn đề này rồi. Nè, một cái lót ly á. Nhìn xinh lắm mẹ, để con uống nha mẹ. Giờ mình thử cái lót ly thôi. Wow, hiệu quả thật nè. Tạ ơn trời Phật. Mình thích bỏng ngô. Đây là món snack mặn ngon nhất. Chà, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa mà.
Bạn sẽ làm móc khóa kiểu gì? Hãy cho tụi tớ biết trong phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký kênh để xem thêm những video tuyệt vời như vậy nhé. Chị đã sắp xong chưa ạ? Nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt. Khoan. Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi, che đi sao? Thôi tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Hả? Con xăm à? Hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con nấy mà. David ơi, cậu có thích món nào không? Món nào nhìn cũng đẹp hết á. Tớ thích vòng này. Wow, đẹp hết sể con bà Bảy. Nhưng mình làm gì có đồng nào mà mua. Hồi tớ đi đây, bye. Hay là mình tự làm đồ trang sức của mình nhỉ? Mình có mọi thứ cần thiết trong này rồi. Để xem nào. Cái này dùng được này. Mình sẽ sâu hạt vào sợi dây. Việc này khó hơn mình tưởng đấy. Gần xong rồi, cố lên. Xong rồi, giờ thì buộc dây lại. Để thử lại xem sao. Mị khá là thích đấy. Nhưng mà hơi nhỏ. Thôi cứ thử kéo từ từ xuống tay vậy. Ok, bó tay con gà quay. Phải kéo giãn ra mới được. Không, lại nữa sao? Bực mình lắm rồi đấy. Đủ rồi. Vòng tay dở hơi. Mình chỉ muốn có cái gì đó xinh xinh để đeo thôi. Hả? Sao tự nhiên lại có tranh trên đường chứ? Wow, u là trời. Nhiều quá đi mất. Mình nghĩ ra cách rồi. Nếu là fan của trái cây và đồ trang sức thì bạn sẽ thích mê. Đầu tiên là cắt lát chanh, cẩn thận ngón tay nhé. Đặt các lát chanh lên một cái khay nướng và cho chúng vào lò nướng ấm. Nướng chanh cho đến khi nó khô quắt lại như thế này này, nhưng không phải để ăn đâu nha. Tiếp theo, đổ thủy tinh lỏng vào lọ. Dùng xiên gỗ, nhúng một lát chanh vào thủy tinh lỏng nhé. Nhớ là nhúng kỹ cho thủy tinh lỏng phủ kín và để giọt thừa rơi xuống. Luồn một cái móc khuyên tai qua lỗ do xiên tạo ra. Làm tương tự với các lát chanh còn lại. Wow, đỉnh của chóp. Mẹ thiên nhiên sẽ tự hào cho mà xem. Đã đến lúc kiếm chút tiền tiêu vặt rồi. Mại dô bà con ơi. Xinh không gái ơi? Xinh xỉu nha. Tớ sẽ lấy một đôi. Của cậu đây. Chào Ava, khuyên tai của cậu xinh quá. Đổi cho tớ nhé. Được chứ? Của cậu này. Wow, mình thích vòng này lâu rồi. Rõ là xinh. Mình phải đóng quảng cáo dầu gội mới phải. Bởi đã quá xá. Nhặt được vỏ sò này. Ú là la, mình sẽ làm một món quà hoàn hảo. Cùng biến vỏ sò này thành một món đặc biệt nhé. Đầu tiên là sơn màu xanh dương lên. Sơn kín luôn đó nha. Rồi để cho sơn khô. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần sơn vàng. Vẽ một dải nhỏ bằng sơn vàng quanh rìa của vỏ sò như thế này này. Lấy dây đồng và dùng kìm để bẻ cong nó. Chúng ta sẽ tạo một vòng nhỏ ở dây đồng.
đục một lỗ trên vỏ sò và xỏ dây đồng qua lỗ. Sau một hạt trang trí vào dây đồng, rồi dùng kìm để bẻ cong dây đồng. Có như vậy thì hạt mới không rơi ra. Bây giờ, lấy một đoạn dây đồng khác và quấn xung quanh vỏ sò. Cứ quấn vài vòng xung quanh vỏ nhé. Vậy là ta có hình như thế này. Khi bạn đã quấn xong, hãy nhấn dây đồng vào phía sau của vỏ sò, rồi gắn một sợi dây chuyền. Giờ thì bạn luôn có thể mang một phần đại dương bên mình. Chào em, anh ngồi đây được không? Em xinh quá. Chào anh. Anh để ý thấy em từ bên kia bãi biển và muốn tặng em dây chuyền này. Thật sao? Tặng em á? Em đeo chắc sẽ đẹp lắm. Mong là em thích. Dây chuyền đẹp lắm ạ. Lát nữa mình đi chơi với nhau được không? Đi kiếm gì đó ăn nhé. Thế thì thích quá ạ. Em hơi đói rồi. Hả? Dây chuyền của tôi sao? Cô lấy ở đâu ra vậy? Phải chuồn lẹ. Đàn ông. Úi, tôi đi đường này cơ. Góc này xinh muốn chết. Đừng làm thế. Ê, chụp cho anh cái ảnh đi. Ok. Chuẩn, xem anh đây tạo dáng này. Được, trông ổn đấy. Anh sinh ra đã hợp ở trước ống kính rồi. Whoops. Không. Suýt thì ăn hành. Khoan đã. Tự nhiên lại nghĩ ra ý này hay. Hãy bảo vệ điện thoại yêu của bạn với mẹo này. Bắt đầu với một sợi chỉ. Tiếp theo, bạn sẽ cần hạt trang trí. Xâu hạt vào sợi chỉ nhé. Rồi xâu một hạt có màu khác cho nổi bật nè. Cứ đan xen các màu cho đến khi hết sợi chỉ nha. Khi bạn làm xong, buộc một nút ở sợi chỉ và chiêm ngưỡng vòng tay mới nào. Nhưng đừng cắt phần chỉ thừa nhé. Chúng ta cần buộc một nút nhỏ khác ở trên cùng, tạo một vòng chỉ. Đặt vòng tay sang một bên đã nha. Tiếp theo, bạn sẽ cần ốp lưng điện thoại. Luồn sợi chỉ qua lỗ ở một cạnh của ốp lưng như thế này. Kéo vòng tay qua vòng chỉ. Thắt chặt lại nha. Sau đó cho điện thoại của bạn vào ốp. Dễ thương, thời thượng và tiện ích. Thông minh chứ hả? Em chỉ cần đeo vào cổ tay và không cần lo làm rơi điện thoại nữa. Wow! Thế giờ em chụp hình tiếp cho anh đi. Ok, đẹp đấy. Ảnh xịn anh ơi. Hộp quà dễ thương quá. Vậy là tụi mình đã ở bên nhau được 2 tuần rồi. Có thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Ôi, mình xúc động quá. Ôi anh David. Anh mới đi lấy nước. Ngoài trời nóng dã man. Em có món quà cho anh này. Gì đây? Quà ngày kỷ niệm sao? Em chỉ muốn làm gì đó đặc biệt thôi. Wow, cảm ơn em. Cầm hộ anh với. Ok, không nhiều nhưng mong anh hiểu tấm lòng. Tuyệt lắm, anh vẫn luôn muốn có nó. Thế anh có quên gì không ấy nhở? Hả? Gì? Anh chả hiểu gì cả. Em tặng anh quà đấy. Vậy... bỏ bà. Có ai biết phải tặng quà qua lại đâu. Mình chẳng chuẩn bị gì cho Betty. Tất nhiên anh có quả cho em. Nhắm mắt lại nào. Ôi, em thích bất ngờ lắm. Phải làm sao bây giờ trời ơi. Đúng rồi. Bạn đang cần gấp một món quà sao? Đã có chúng tôi lo. Lấy nắp mở của lon nước ngọt ra. Hãy sơn 3 nắp màu hồng. Sẽ hơi dây bẩn một chút. Các nắp khác thì sơn màu xanh lá. Hãy sơn kín hoàn toàn nha. Đừng để hở chỗ nào. Rồi để cho chúng khô. Lật chúng lại và sơn mặt kia. Xếp các nắp thẳng hàng nhau và dùng vòng kim loại nối chúng lại. Gắn móc khuyên tai vào và bạn đã có món đồ trang sức độc đáo. Được rồi, em yêu mở mắt ra đi. Tặng cho em sao? Mong là em thích. Rất hợp với em đấy. Ôi, em thích lắm. Cảm ơn anh. Ủa, cho em xem cái lon. Có phải... wow, sao trùng hợp thế nhở? Anh lãng mạn quá. Trang điểm nốt cho đôi môi xinh là xong rồi. Đó, xinh gái quá. Nhưng mà cổ mình trông có vẻ hơi trống nhỉ? Hay là quàng khăn? Thế là quẻ sao á? Cứ như là áo choàng của siêu anh hùng ấy. Còn thế này?
chả ổn tí nào. Không đeo khăn được. Mình có ý này. Để sắp xếp đồ mình mới mua đi đã. Ôi, đúng thứ mị cần luôn. Annie, con đang làm gì đấy? Con mượn tí thôi mà. Chắc là xinh này. Sao trông mình như quý bà thế nhở? Có gì khác cho mình đeo không nhỉ? Hay là dùng dây này? Trông xinh không này? Cứ như hề ấy. Mình nghĩ gì không biết. Phải làm sao bây giờ? Chán quá mẹ ơi. Giờ mình sẽ ăn cho đỡ stress. Ôi, ngon hết sảy. Sao vậy con yêu? Con chỉ muốn có một cái vòng cổ thôi. Khoan đã. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Ước gì mình nghĩ đến sớm hơn. Kiểu gì cũng ok cho mà xem. Cảm ơn mẹ. Bỏ phần đáy của hộp đựng thức ăn bằng nhựa ra. Viết tên của bạn lên một mảnh giấy và đặt nắp lên trên. Sau đó, tô tên của bạn ở trên nhựa. Chúng ta không cần tờ giấy này nữa. Dùng kéo cắt xung quanh cái tên. Cẩn thận nhé, cố gắng đừng cắt vào chữ nha. Đặt cái tên lên trên giấy nướng và cho vào lò nướng thôi. Nhiệt sẽ làm cho nhựa co lại. Chờ cho nó nguội và lấy ra khỏi lò nướng. Đã đến lúc sáng tạo rồi. Sơn lên miếng nhựa này. Chờ cho sơn khô nhé. Rồi gắn dây chuyền vào. Dây chuyền dành riêng cho mình. Wow, amazing, good job em. Mình đã sẵn sàng đi rồi. Mình sẽ chiều đãi bản thân. Hả? Sao lại bị thế này? Ok, mình chơi trò này đi. Tớ sẽ đặt vòng cổ dưới cái cốc này. Xoay cốc vòng quanh. Nhớ để mắt tới cái cốc có chứa vòng cổ đấy nhá. Vậy chắc là đủ rồi. Ok, cốc nào có vòng cổ ở bên dưới? 1, 2 hay 3? Đồ trang sức không cần đắt tiền đâu. Miễn là bạn có óc sáng tạo. Nhớ cho chúng tớ biết vị trí của vòng cổ nhé. Hãy bình luận dự đoán của bạn ở bên dưới nha. Đừng quên chia sẻ video này với đám bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nhé. Bạn sẽ mê cho mà xem. Lấy một miếng đất sét tạo khuôn hình tròn và đặt hai dụng cụ cắt bánh quy hình trái tim lên. Ấn nhẹ nhàng lên dụng cụ cắt. Cẩn thận lấy phần đất sét thừa ra, sau đó đặt dụng cụ cắt sang một bên. Đổ nhựa epoxy vào giữa trái tim, dùng xi lanh sẽ giúp việc này dễ hơn đấy. Sau đó để keo khô lại, tiếp theo hãy rắc kim tuyến lên. Rồi đặt một trái tim khác lên trên. Vòng cổ này đẹp hết chỗ chê luôn. Wow, đẹp dã man, tuyệt vời ông mặt trời. Cắt nốt một đường và thế là xong vòng tay. Xinh quá nè. Ôi, Jennifer về rồi. Chào Luna. Chào. Khoan, cậu xảo khuyên hả? Khá ngầu đấy chứ. Tớ muốn trông thật khác biệt đấy. Tớ cũng muốn trông khác biệt. Chúng mình là đôi bạn xảo khuyên. Ý đó có vẻ hay ho phết đấy. Được rồi, đi thôi. Chào, nhớ em chứ. Mình lại có thêm nạn nhân. À nhầm, khách hàng. Cô ấy, nghiêm túc đấy á. Chắc là tôi có thể giúp cô ấy ngầu hơn. Qua bên này đi. Cậu sẽ mê cho mà xem. Chắc là chị làm cho em. Vậy, em đang muốn xỏ khuyên ở đây. Tốt. Vào việc luôn. Sao không thấy chị nói gì? Sẽ đau đấy. Đó là kim sao? Một cái thôi. Ngồi im. Đã bảo ngồi im. Không. Xấu hổ quá đi mất. Tại cái kim to khủng bố. Nhưng tớ thật sự muốn xảo khuyên. Giờ thì chúng mình chả làm được gì. Mà chưa chắc. Tớ đã nghĩ ra một ý hay. Mình chỉ cần chút keo dán mi giả và hạt tròn. Vào việc nào. Tớ sẽ nhỏ keo lên trên hạt. Sau đó thì dán vào phía trên lông mày. Tiếp theo, mình làm khuyên mũi. Wow, trông bá đạo đấy. Ước gì tớ nghĩ ra sớm hơn. Cái cuối cùng này. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Và không đau chút nào luôn. Cậu ngầu lắm. Đôi bạn xỏ khuyên. Mẹ tớ sẽ nổi điên lên cho mà xem.
Mệt quá cơ. Wow, từ từ đã. Để tôi kiểm tra nhanh đã nào. Đôi dép thú vị đấy. Không, cô không được vào. Chị đùa đấy à? Nhìn biển hiệu đi, cấm dép. Oh, ok. Wow, quá trời Crocs luôn. Làm sao mình biết đôi nào là của mình? Nhỡ có ai ăn trộm mất thì sao? Không thể để chuyện đấy xảy ra. Chắc phải có cách nào chứ. Hấp, hấp, vùi quá đi. Ồ, cái đó chắc dùng được. Cho mượn nhé. Úi, xin lỗi. Cầm nè. Coca, em xin. Không có gì. Đúng thứ mình cần rồi này. Giờ mình sẽ chế đôi dép của riêng mình. Đầu tiên là cắt các ô tròn của Poppit ra. Dép sẽ đầy màu sắc. Mình sẽ đặt chúng lên trên dép và dùng keo để dán cố định. Mình kết hợp nhiều màu để dép thật nổi bật. Gần xong rồi. Wow, dép tự thiết kế theo ý. Mình sẽ nhận ra đôi của mình ngay. Mấy đôi này nhìn đơn điệu quá. Ok, tôi vào được chưa ạ? Chúc vui vẻ. Thư giãn thôi nào. Mình nên về nhà thôi. Để lấy dép cái đã. Hả? Ủa đâu mất rồi? Bị lấy mất rồi. Pháp, pháp, pháp. Dép này đỉnh quá, nhưng mà hơi có mùi. Ô này, pháp, pháp. Pháp, pháp. Ồ, cùng quá. Lại một ngày đi làm kiếm sống. Khoan đã, có đồ neon nào không? Đây chứ đâu. Ok, cô có thể vào. Chơi vui vẻ nhé. Wow. Sao vậy ạ? Đây là bữa tiệc neon. Neon đâu? Nhìn bộ váy này đi, lại còn cần phụ kiện nữa. Đọc biển báo đi. Tiệc neon. À, rồi. Woohoo. Quẩy lên nào. Muốn tôi trông như thế kìa. Mà chờ một chút. Cho mượn coi. Này, cô đang làm gì vậy? Của tôi mà. Đang uống dở đấy nhớ. Mình sẽ bắt đầu bằng cách dùng bút 3D tạo một đốm nhỏ. Sau đó thì quấn vòng quanh cái ly. Mình sẽ để chỗ trống ở giữa các vòng. Cứ tiếp tục làm như vậy. Lên trên miệng ly. Màu hồng này tươi thật. Thêm vài vòng nữa thôi. Chắc là đủ rồi đấy. Sau đó mình sẽ nhét tay vào trong ly và trượt vòng nhựa vào cổ tay. Nó làm vòng tay siêu xinh luôn. Mình không cần ly này nữa. Dừng lại. Neon của cô đâu? Ta-da! Dừa lắm chưa? Để tôi xem nào. Không chắc lắm. Còn giờ thì sao? Ổn chưa ta? Chị phải cho tôi vào. Tôi thích đấy. Xin mời vào. Oh yeah. Vậy còn nước của tôi. Phải nhanh nhẩu lên. Ok. Đừng để ý tớ. Cậu đang làm gì vậy? Không nói chuyện được. Này, từ từ. Cái gì nữa? Sao vội thế? Tớ có cuộc hẹn với Chris. Nhìn anh ấy xem, đẹp trai dễ sợ. Đúng là mê trai. Chỉ có đầu thai mới hết. Tớ cần chuẩn bị. Tớ muốn trông xinh thật xinh. Tớ muốn trông hoàn hảo. Bình tĩnh nào. Sẽ ổn thôi. Ok, trang điểm xong rồi. Mình cần vòng cổ nữa. Oh, xinh đấy. Cái vòng này đeo rất là hợp mình. Không móc vào được. Không làm sao gài được. Luna, cậu giúp tớ với nhé. Ok. Đưa cho tớ. Của cậu này. Đừng. Không. Vòng của tớ. Đúng là thảm họa mà.
tớ phải làm sao bây giờ hả trời? Tớ xin lỗi, để tớ tìm cách sửa. Chắc chắn phải có cách nào đó chứ. Tớ biết rồi, chỉ cần bút 3D thôi. Tớ có thể dùng nó để vẽ lên tượng. Mình sẽ dùng bút vẽ các vòng nhỏ, vẽ xung quanh cổ của bức tượng nhé. Giờ thì vẽ thêm lần nữa, tạo nhiều vòng hơn. Đó, vậy là xong xuôi rồi. Đây là vòng cổ Joker. Jennifer, xem tớ có gì này. Hả? Oh, cậu tự làm sao? Tặng cậu đấy. Wow, tớ xin. Tớ thích lắm. Tớ đeo hợp quá này. Đi đi, không muộn. Chơi vui nhé. Phew. Trang sức phù hợp thực sự có thể tôn lên trang phục của bạn. Mong rằng các thủ thuật này sẽ truyền cảm hứng cho bạn trở nên lộng lẫy hơn. Đâu là mèo yêu thích của bạn? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này. Một chàng pháo tay nhỏ xíu 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 nè. Trò này lúc nào cũng vui luôn. Nhìn đống này xem. Còng tay á. Ừ, sao lại có thứ này ở nhà mình cơ chứ? Thôi kệ đi. Mình mua cái quần này khi nào ta? Cho đi luôn. Sơn móng tay. Chẳng cần nữa. Thùng này đầy rồi này. Xong xuôi rồi. Con gì chết vậy trời? Chợp mắt xong thấy khỏe cả người. Thêm đồ à? Xinh nha. Nhưng vẫn chưa đủ. Có gì trong này vậy ta? Wow. Chán chưa? Sơn móng tay hả? Xài cái này cũng được đấy nha. Làm móng chuyên nghiệp nào. Nhưng không phải kiểu bạn quen thuộc đâu. Lần này chúng ta sẽ trang trí ngón tay. Bạn thấy giải sơn đó không? Để đó cho khô đi. Rồi đưa vào hơ đèn UV này. Cũng không lâu lắm đâu. Giờ thì kéo nó ra và bắt tay vào trang trí nào. Cọ đầu nhỏ. Vẽ xỉu dễ luôn. Trái tim nhìn cưng muốn xỉu ấy trời. Sẽ mất khoảng một phút đấy. Nhưng bỏ công mà. Đó, giờ bạn đã có nhẫn rồi. Hai cái luôn. Chỉ thở bằng miệng thôi. Hả? Hết sảy con nhà bà bảy. Nhẫn kia nhìn đẹp dã man con ngan. Đầy á, bán lại cho em nhé. Đưa tiền đây. Nhẫn trước. Thôi được rồi. Yay. Dầu to rồi. Thôi, rửa là được. Gì cơ? Mấy cô muốn mua thêm nhẫn á? Tớ đã chuẩn bị rất nhiều hạt nhựa. Và tớ biết các bạn sẽ thích mê. Tiếp theo tớ sẽ cần súng bắn keo. Tớ sẽ phun keo lên trên hạt. Tớ sẽ phun thật nhiều để phủ kín toàn bộ. Chẳng ai muốn trái tim tan vỡ. Vậy là có nhẫn tuyệt đẹp. Đúng là đẹp thật. Nhưng tớ có bút 3D nè. Tớ muốn vẽ viền của một bông hoa. Giờ thì tô vào trong. Bắt đầu từ những cánh hoa. Nhưng tớ sẽ để trống phần ở tâm. Đổi sang màu khác nào. Và dùng màu vàng để tô nhụy hoa nhé. Tớ ấn nhẫn vào tâm của bông hoa. Vậy là xong. Wow, chỉ cần nhìn nó tớ đã thấy vui hơn hẳn. Ai mà không yêu thích hoa chứ. Búp bê ơi, nhìn kìa. Wow, vòng cổ đẹp bá cháy. Lung linh quá. Khoan, bao nhiêu cơ? 900 đô la á? Đùa tôi hay gì hả? Âu ôi, đầu tôi. Tự dưng có sách rơi vào đầu. Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ mua nổi. Chẳng công bằng gì cả. 10 đô la thì mua được gì chứ. Đã đến lúc mình cần ra tay. Mong là cậu ấy sẽ không nhận ra. Cậu là ai? Điều đó không quan trọng. Cái này của cậu à? Ừ, xem chiếc vòng cổ này. Tớ mà đeo chắc đẹp lắm, nhưng mà đắt dã man. Chờ chút, tớ cho cậu xem cái này. Wow, tớ không biết phải nói gì. Quá trời đất nặn luôn kìa. Cậu suốt ngày mang theo cho người vậy hả? Vì như thế cứ dị dị. Kệ tớ đi, tớ đang cố giúp cậu đấy. Oh, ok. Mình có thể dùng đất nặn làm vòng cổ.
nghe hay đấy. Tớ muốn màu này. Tớ rất thích màu xanh dương. Cảm ơn nhé, nhưng vẫn mất tiền. Chỗ này hy vọng là đủ. Là tiền mặt thì ok. Để tớ kiểm tra trước nhé. Bắt tay vào việc thôi. Tớ sẽ nặn đất thành hình một chiếc thìa. Tớ đã cắt đôi ống xi lanh rồi này. Sau đó tớ cắm ống xuống để tạo thành hai hình tròn. Ok rồi. Tớ nặn hai cục đất sét màu trắng và nhét chúng vào hai lỗ. Bây giờ tớ sẽ dùng thước đo góc để cắt hình đĩa làm đôi. Tiếp theo là một chiếc cốc. Tớ sẽ cắt đi một phần trên miếng đất nặn, đặt tạm sang một bên nhé. Tớ gắn đất nặn màu đen vào nó và thêm một miếng màu xanh vào. Tớ sẽ nặn sao cho hình nó giống cái miệng. Tớ sẽ nhẹ nhàng lăn để làm mịn nó. Vậy là được rồi. Tớ sẽ cắt nó bằng thước kẻ kim loại. Cắt các hình đĩa mỏng này. Nhưng hãy cẩn thận nhé, nếu không muốn làm bẹp chúng. Tớ thấy cũng đủ rồi. Nhìn lại tớ nhớ một người. Bây giờ tớ sẽ ghép chúng thành vòng cổ. Thấy cái móc nhỏ này chứ, tớ sẽ ấn nó vào một mặt. Tiếp theo tớ sẽ gắn thêm các đĩa. Và rồi tớ có một chuỗi blue. Tớ gắn hai sợi dây chuyền ngắn vào hai đầu. Ô là là, cậu thấy thế nào? Wow, đẹp xuất sắc. Việc của tớ đã xong. Tạm biệt người lạ bí ẩn. Cậu ấy thật tốt bụng. Em cũng cần nữ trang đấy, búp bê à? Không cần lo, để chị xử lý. Chị vẫn còn một ít đất nặn. Wow, đẹp quá. Giống nhau nè. Đi thôi, tụi mình phải đi khoe trang sức mới dễ thương. Cả lớp tập trung nào. Các em hãy trả lời câu hỏi này. Câu hỏi khó đấy. Đúng là khó quá. Lẽ ra mình phải ôn bài kỹ hơn. Chẳng hiểu mô tê gì ấy. Không, biết gì đâu mà làm. Này, im đi để tớ tập trung. Ôi không, bút của mình. Miki ơi, cậu còn cây bút bi nào không? Tớ cắn vỡ bút này rồi. Chờ chút. Cầm lấy này. Ok, làm bài thôi. Kiểu gì mình cũng trượt thôi. Ồ, thôi xong đời tôi rồi. Lại nữa sao? Bút của tớ, quỷ kia. Suýt. Cậu có khỏe không? Cho tớ mượn cây bút nhá. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu, Ashley. Hai cây luôn á? Sao bút cứ hỏng hoài vậy trời? Thật không thể tin nổi. Mình khỏe hơn mình tưởng. Gần hết giờ rồi nhé. Phải làm nhanh mới được. Không dùng được cây bút nào. Có ai giúp tớ không? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Khoan, sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Tụi này không có ngu. Cũng không trách được mấy đứa. Em thưa cô có bút không ạ? Không thành vấn đề Ashley, em dùng bút này đi. Không, đừng, cất đi cô ơi. Ủa, rốt cuộc là sao? Thật ra cô mới nhớ ra là cô làm mất hết rồi. Nhưng em mới thấy cô cầm mà. Cô chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa. Ok, đành phải dùng ngòi bút thôi. Chẳng ăn thua gì. Không thể nhìn cảnh này được nữa. Mình đã có cách rồi. Mình sẽ rút ruột bi ra như thế này. Mình sẽ làm cho em ấy một chiếc bút không thể gãy. Mình đã chuẩn bị khuôn làm bút. Mình sẽ đặt ruột bút vào trong khuôn. Giờ thì trang trí cho thật xinh. Mình sẽ đặt các cánh hoa vào trong khuôn. Đây sẽ là cây bút đẹp nhất lớp. Mình cũng có lọ kim tuyến nhỏ này. Đổ kim tuyến vào một bát nhựa epoxy rồi khuấy thật kỹ này. Mình muốn tạo nên hỗn hợp thật đều. Chuẩn rồi đấy nhỉ. Giờ mình sẽ đổ nhựa epoxy vào trong khuôn. Phải phủ kín những cánh hoa. Đổ nhựa đến khi đầy luôn nhé. Rồi chờ cho nhựa cứng lại. Sau đó mình có thể gỡ nó ra khỏi khuôn. Lấy ra dễ lắm. Wow, cứng muốn xỉu. Đưa cho Ashley làm bài nào. Wow, cô cho em ạ. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Nhỏ lại gắn nữa kìa. Thôi đi Ashley, cậu đang đùa hả? Này, vẫn còn nguyên vẹn nhé. Bút này đỉnh của Chop. Kiểm tra lại xem sao. Chuẩn, chiếc bút cực chắc chắn. Hồi hộp muốn xỉu luôn má ơi. Hoan hô. Cảm ơn, quá xuất sắc. Ngày trọng đại này. Hôm nay phải bung xõa hết mình mới được. Mặc gì đây ta? Xem nào. Cũng xinh này. Sự lựa chọn xuất sắc. Mình phải thay đồ thôi. Wow, dễ thương ghê. Vẫn thiếu gì đó. Mình muốn thật nổi bật. Biết chính xác mình cần gì luôn. Chuẩn, không cần chỉnh này. Háo hức quá đi mất. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Chắc chắn nhìn mình sẽ lung linh lộng lẫy lắm đây. Ra gương ngắm xem nào. Ôi trời ơi, như công chúa. Vậy là đi được rồi. Chờ chút. Vương miện của Ashley lố quá. Tôi thấy tội nghiệp cậu ấy. Nếu tớ không quỷ sảng thế này. Không muốn đeo cái vương miện này nữa.
Mình nghĩ gì cơ chứ, chẳng ai muốn thấy mình ở bữa tiệc. Mình sẽ lại cô đơn trên sofa và tiếc thương thân phận mọt sách này. Mình sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Ủa, có chuyện gì vậy trời? Wow, giờ mình tiếp đất cứ phải gọi là đỉnh. Ồ, sao thế Ashley? Xin chào. Cuộc đời tôi chẳng có gì tốt đẹp. Hả? Tiếng gì vậy trời? Chị là ai? Sao chị lại vào được đây? Ta là tiên đỡ đầu của em. Thế em đang có vấn đề gì? Không phải quá rõ rồi ạ? Em chỉ muốn thật xinh đẹp để đi dự tiệc. Mỗi thế á, em nên đi dự dạ. À nhầm, bữa tiệc. Thế này không ổn đâu, mau làm gì đi. Xin lỗi, đây là đũa mới, chị vẫn đang làm quen với nó. Đừng làm thế lần nào nữa. Giờ sao đây? Không sao cả, đợi chị một chút xíu thôi. Nếu như chúng ta... chờ đã, chiếc đũa đó nhìn kỳ lạ ghê, nhưng chắc mình sẽ dùng được. Mình sẽ trang trí lại chiếc vương miện này. Mình sẽ dùng bút 3D để vẽ đẻ lên vương miện. Vòng xung quanh viên đá này, mình muốn tạo thành khung. Màu này đẹp muốn xỉu. Giờ thì đổi màu khác và tô vào viên đá quý. Mình sẽ kéo các đường thẳng, không được bỏ sót các viên đá nhỏ đâu nha. Giờ thì nhẹ nhàng gỡ chiếc khung ra. Nói xin chào với vương miện mới đẹp hơn đi nào. Chị biết, chị rất tuyệt vời. Của em đây. Trời đất ơi, chị thấy xúc động quá. Hợp với em lắm luôn. Khoan, có chuyện gì vậy? Em chắc chắn sẽ thích phần này. Wow, thật không thể tin nổi. Mắt kính không hợp với váy này đâu. Wow, ôi là la, mình thật xinh đẹp. Em cảm ơn. Hả? Chị ấy đâu rồi? Mình chưa kịp nói rằng việc này rất ý nghĩa với mình. Nhưng cảm ơn, đi tiệc thôi nào. La la la, hi, chào mừng đến với bếp của tôi. Búp bê ơi, em sẽ là tiên cá xinh đẹp. Mùi gì vậy? Mẹ làm cupcake. Hấp dẫn ghê. Bỏ tay ra. Xin lỗi, có vấn đề kỹ thuật. Một cái thôi mà mẹ. Còn lâu. Mẹ tham. Tưởng mình thông minh lắm. Chị sẽ làm nốt đuôi cho em. Tiếp tục nào. Kem tươi. Trời ơi, cô nói gì cơ? Nói lại xem nào. Nghe hay đấy. Tiếp theo tôi sẽ làm một đĩa cà chua tươi ngon. Khoan, đừng làm thế Ashley. Này, chào cả nhà nhé. Đây là bé Cún, bé thích đi dạo trên bãi biển. Ashley. Con chào mẹ. Đi ra ngoài ngay. Con xin lỗi, con chỉ muốn nổi tiếng. Tôi sẽ đặt cupcake qua bên này. Cơ hội đây rồi. Đây sẽ là vụ trộm hoàn hảo. Mẹ còn lâu mới biết. Nhìn này, tớ là ngôi sao mạng xã hội. Bắt đầu nấu thôi. Tôi cần chiếc bát. Hả? Nó đâu mất rồi? Chắc là chỉ quanh đây. Phải đoán được chứ. Ngon ơi là ngon. Thấy tôi vất vả thế nào rồi đấy. Này, trả cho mẹ. Mang máy ra đây luôn. Đưa cái bát đây. Con chả hiểu mẹ đang nói gì nữa. Con dính kem trên mũi kìa. Sao lại thế được nhở? Chắc hẳn đây là bí ẩn không lời giải. Chương trình đã kết thúc, chẳng ra đầu với đâu. Mình sẽ cố gắng chuộc lỗi. Mẹ đợi con một xíu. Rất xin lỗi mọi người, tôi chỉ muốn mang đến những giây phút thư giãn, vậy mà cũng không xong. Mẹ ơi, mẹ xem này, mẹ thấy thế nào? Đúng chỗ đây. Chờ chút, đưa mẹ xem nào. Ashley, con làm gì vậy? Phới lòng của mẹ mà. Con chỉ muốn giúp thôi mà. Nghĩ xem nào. À, biết rồi này. Nhưng mẹ phải làm gì với cái này chứ? Khoan, đúng rồi. Các bạn sẽ thích cho coi. Tôi sẽ lấy một cuộn dây nhựa, cắt ra một đoạn và rồi lồng chúng theo dạng hình tròn. Tiếp theo, tôi cần bút 3D. Tôi sẽ dùng keo để nối tất cả lại, rồi xoáy chồng lên nhau. Tôi muốn tạo tay cầm. Vậy là có phới lồng tiện lợi, màu cũng rất thời thượng. Nó sẽ có mặt trên cửa hàng trực tuyến của tôi. Mẹ có cửa hàng á? Thôi kệ đi, con trả này. Đó là trợ lý của tôi. Dùng phới này rất ổn nhé. Làm sao tắt được cái này nhỉ? Phủ, mệt dã man. Mình cần nghỉ ngơi. Vất vả quá mà. Oh yeah, đã quá đi mất. Phê như con tê tê. Nghệ thuật, thật đẹp mắt phải không nào? Hãy xem kỹ hơn nhé. Wow, hình tranh đối tượng này, tớ không ngờ đó nha. Xem tiếp nào.
chúng ta có gì ở đây? Tượng bán thân đó. Bạn biết không, tớ đã có cảm hứng. Hãy bắt tay vào việc nào. Tớ đã đặt sẵn hộp khuôn vào rồi, đổ chất liệu vào đi. Ôi trời ơi, nó ướt quá. Tớ phải cố gắng nhắm mắt thôi. Khoan, tạm dừng video nào. Mình cần ăn xì nách trước khi tiếp tục xem khoai tây chiên ngon hết sảy. Mình chắc chắn sẽ chơi tới bến cấp độ này. Trong này còn chỗ cho mình không? Còn ghế trống kìa, mình sẽ ngồi vào giữa vậy. Cuối cùng cũng lẻn được vào đây. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bắt tay vào chơi thôi. Phải giãn gần cốt cái đã rồi chơi cho nó hăng. Được rồi, lên nào. Mình sẽ vượt qua ngục tối này và chắc chắn phá kỷ lục tốc độ. Cậu tưởng có thể ném đống NPC đó vào tớ sao? Cứ mơ đi, chết nè. Gì vậy trời, có chuyện gì thế? Ôi trời, vậy là mình không phá được kỷ lục tốc độ được rồi. Trời, bàn phím của mình, có chuyện gì với nó vậy? Phím rơi lả tả khắp nơi, mình phá hỏng nó mất rồi. Nhìn chữ cái W này, chả hết rồi, phắn đi. Mình cần làm một thứ khác để khắc phục sự cố này. Và đã đến lúc thêm chút nhựa epoxy rồi. Tớ không muốn đổ tràn ra đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Xong, tớ đã đổ vào hết các ô, nhựa khô lại rồi. Giờ thì lấy chúng ra. Nhìn phím này cưng quá à. Giờ thì tớ có thể đặt lên bàn phím, thay thế cho các phím đã mất. Được rồi, tớ cảm thấy rất an tâm về bàn phím mới, dễ thương này. Đã đến lúc quay lại với trò chơi rồi, giãn cật cốt nào. Lên nào. Cố lên, mày làm được mà, ấn mạnh hơn, nhanh nữa lên. Khoan, wow, thành công rồi, mình phá kỷ lục rồi. Bàn phím may mắn chính là chìa khóa. Này, được rồi, giỏi lắm. Một tràng pháo tay chúc mừng nè. Được rồi, bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da xinh nào. Đủ bong bóng rồi, đã đến lúc chơi với dưa hấu của mình. Nó dẻo lắm luôn, thích quá đi. Này, mà chờ một chút, ở kia có một chậu cây rỗng kìa. Mình sẽ trồng dưa hấu nhỏ của mình vào đất trong chậu. Được rồi đấy, giờ thì chỉ cần đợi cho nó mọc thôi. Yay, chẳng tốn chút thời gian nào. Ý tưởng quá thông minh, mình làm ngay đây. Được rồi, dưa hấu nhỏ ơi, đã đến lúc trồng em thành cây dưa hấu lớn rồi. Mọc đi, em làm được mà. Sunny đang làm cái khỉ gì ở kia vậy nhỉ? Ôi chà. Dưa hấu ơi, sao em không mọc lên vậy? Hả? Ôi không, trông con bé buồn quá. Mình phải làm gì đó cho con bé vui lên mới được. Mình sẽ xếp các lớp đất sét polymer lên nhau. Và rồi, mình có một quả bóng đất sét màu đỏ nữa. Giờ thì cuộn tròn vào này. Tiếp theo, mình cần dụng cụ này, vì mình sẽ thái nhỏ đất sét ra. Nhưng mà mình phải cẩn thận, không muốn làm nát nó đâu. Ok, cắt hai đường là được một lát rồi. Và giờ mình chỉ cần cắt một đường ở giữa. Lại cần xẻng cắt đất sét rồi, vì mình sẽ cần cắt hình tròn này làm đôi. Tốt, mình sẽ nhấc miếng nhỏ này lên đã nè. Giờ thì cắt thêm một lát nữa, như miếng bánh. Ra hình dễ thương rồi này, vậy là được. Giờ mình cần quét sơn phủ trong suốt lên. Tốt rồi, nhưng miếng dưa hấu này vẫn còn thiếu hạt. Mình sẽ dán thêm các hạt nhựa màu đen này, vậy là có hạt. Nhưng mình không chỉ muốn hạt, mà còn muốn dưa hấu vui vẻ. Đó, miếng dưa hấu đã có mặt cười vui vẻ rồi, cưng xỉu luôn. Sunny ơi, chị làm cái này cho bé nè. Wow, là vòng cổ dưa hấu nhỏ và khuyên tai cùng bộ nữa. Đáng yêu quá, em thích lắm chị ơi, em cảm ơn. Không có gì đâu, chị không muốn thấy em gái chị buồn thôi. Này, em sẽ trồng dưa hấu này. Gì cơ, Sunny? Hả, làm sao mà trồng được bằng cách ấy? Dừng lại mau, đừng có chạy trốn mẹ nữa. Bắt được rồi. Chạy nhảy thế thôi nhé. Đã đến lúc đi tắm và con sẽ tắm thật ngoan. Nào, chà rửa thật sạch sẽ. Con đâu rồi? Sao con bé lại chạy đi nữa? Bó tay. Mình yêu quái vật. Quái vật đáng yêu. Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Lại đây nào. Không, con không muốn tắm đâu. Con ghét đi tắm. Mẹ kỳ cục lắm mẹ biết không? Rồi, thì mẹ kỳ cục, nhưng để mẹ trả cho con. Không, mẹ không bắt được con đâu. Không trả. Ôi trời, con làm mẹ điên lên mất thôi. Yay, vịt vàng bơi rất giỏi, vịt vàng rất đáng yêu. Con bé thích vịt cao su. Được rồi, vậy là mình đã có cách để tắm suôn sẻ rồi. Mình cần chiếc cốc lớn này. Và rồi mình sẽ đổ nhựa epoxy trong vào. Nhìn toàn bộ bong bóng nổi lên bề mặt kìa. Thêm một xíu thôi. Ok, vậy là đủ rồi đó. Giờ thì mình cần thêm màu sắc cho epoxy. Vài giọt thôi là được. Giờ thì khuấy lên thật đều. Thực sự là mình phải khuấy khá lâu vì epoxy rất đặc. Ok,
Vậy là khuấy xong. Giờ thì lấy vịt cao su lại đây nào. Được rồi vịt vàng, đã đến lúc cho mì tắm epoxy rồi nè. Mình sẽ đổ khắp người con vịt sao cho epoxy phủ kín. Đặc thật đấy. Khi đã đổ hết rồi, mình chỉ cần chờ cho cứng lại. Tuyệt, xong rồi. Ta-da, còn thấy sao con yêu? Wow. Wow, nhân lúc con bé đang ngắm thì trả cho sạch nào. Không thể tin được là cách này có hiệu quả đến vậy. Trà thật thơm và thật ấm. Mình thích đấy. Gì vậy trời? Thôi bắt đầu một ngày mới nào. Nhỏ cứ thế để cái tách ở đó thôi hả trời? Không thấy mình đang dọn dẹp sao? Gì? Vịt dính trên bàn sao? Không. Biết đâu nếu mình trà đủ mạnh thì sẽ tẩy sạch. Khoan, nhỏ lại có một cái cốc nữa. Và lại để cốc ở đó. Và lại có vết nước dính. Ngon xỉu. Và mình rất thích cốc tên lửa này. Nghiêm túc đấy hả? Mình cứ phải đi theo nhỏ khắp nhà. Khoan, lại nữa. Sao Sunny có thể uống nhiều cốc vậy cơ chứ? Và cứ bạn đâu đặt đấy mới tài chứ. Trên bất cứ bề mặt nào. Mình kiệt sức rồi. Mình cứ phải dọn dẹp không ngừng. Biết đâu còn gì đó để uống trong cái cốc này. Một lát cam. Mình sẽ đặt lên một tấm nhựa và lấy súng bắn keo ra. Mình sẽ dùng súng vẽ một hình tròn xung quanh lát cam. Không cần phải tròn vo đâu, vì trái cây cũng đâu có tròn vo. Nhưng mà đè vài lớp để nó dày vừa đủ nhé. Đi thêm vài đường nữa để cho cái rìa cao lên. Và tốt rồi, giờ thì trang trí nào. Mình sẽ đổ chút kim tuyến vào. Không cần nhiều đâu nha, nhiều quá lại thành ố rể đó. Và đã đến lúc dùng epoxy, cứ đổ vào thôi. Nhớ là đổ sao cho phủ kín cả lát cam nữa nhé. Và rìa keo sẽ ngăn không cho epoxy tràn ra. Và khi nó cứng lại, mình có thể bóc ra khỏi khuôn. Đẹp quá đi mất, nhưng chưa xong đâu, để mình sơn rìa đã. Mình sẽ dùng màu sơn vàng lấp lánh này. Vậy là xong, miếng lót mi cuối cùng đã hoàn thành. Ôi trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn. Thành quả còn tuyệt hơn ban đầu mình nghĩ. Khoan đã, lần sau nhớ đặt cốc lên miếng lót nghe chưa? Chuẩn, tớ tự làm đấy. Và nó sẽ giúp bảo vệ đồ đạc trong nhà. Được rồi, dọn dẹp xong rồi. Tự thưởng cho mình chút xì nách nào. Mà chờ một chút, gì thế này? Đống cốc này ở đâu ra vậy trời? Ok, quần legging tôn dáng ghê. Vậy là trông mình giống nàng tiên cá rồi. Nhưng tóc thì chưa ổn chút nào. Mình phải sửa ngay thôi. Khoan, cái gì đấy? Chuyện gì đã xảy ra với cái lược? Đúng vậy, mình mới đi tiệc tiên cá về. Gỡ đuôi ra này, nhẹ cả người luôn ấy. Bàn chân mình được thoải mái rồi, nhưng cái đuôi thì bẩn. Vậy nên mình đã quyết định mang đi giặt. Ngay cả đuôi tiên cá cũng cần được làm sạch chứ. Và vì tiện giặt đồ nên mình đã bỏ một vài quần áo nữa vào. Như quần jean màu hồng. Mình có để lược ở trong túi quần jean mà. Và rồi mình bật nút khởi động. Và mình bước đi cho rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Ôi không. Nhưng hẳn là phải có cách nào đó chứ ta. Chuẩn không cần chỉnh. Mình sẽ thử coi sao. Cái giá này vẫn có hình chiếc lược. Nên mình sẽ rắc chút lá vàng lên đó. Và giờ thì đổ epoxy lên nè. Nó chẳng khác nào một cái khuôn. Nhưng mình không muốn đổ đầy epoxy trong khuôn. Nên thế này đủ rồi. Mình sẽ bổ sung màu xanh lá cây nữa. Đó, vậy là được rồi. Cứ để đó cho nó cứng lại thôi. Ok, vậy là ok la rồi. Mong là dùng được. Wow, trông y hệt một chiếc lược bình thường. Và nhìn có xinh không cơ chứ. Ok, thử trải để xem nó có hiệu quả với tóc mình không nhé. Trải mượt chẳng khác nào cái lược cũ. Được rồi, chắc chắn giờ nó là cái lược yêu thích của mình. Ôi kìa, cậu vẫn cố làm nàng tiên cá xinh hơn tớ sao? Tớ là nàng tiên cá xinh hơn cậu. Lược tiên cá mới của tớ bảo thế. Còn cậu chỉ có cái nĩa. Tớ xứng đáng có được cái lược ấy hơn cậu. Đúng rồi, chạy ngay đi. Không phải, nãy mình đang xem dở video này. Mình quên mất. Cô ấy đang đúc khuôn gương mặt hay gì đó. Bật xem nào. Ok, đông rồi, mau lấy ra khỏi mặt tớ đi. Thật tuyệt khi có thể chớp mắt trở lại. Ok, vậy đó là cái khuôn. Mình sẽ đổ epoxy vào. Mình chọn màu đỏ vì tại sao không chứ? Nó đẹp mà. Nó dần làm đầy cái khuôn rồi. Và giờ tất nhiên là chờ cho cứng lại. Xong rồi, mình sẽ tách ra khỏi khuôn. Oh wow, kết quả đẹp đến sững sờ. Mình sẽ đặt nó vào bàn trưng bày. Vì đây chính là một tác phẩm nghệ thuật. Này Cheryl, tượng này trông giống cậu dã man. Liệu bạn có đúc khuôn hình mặt bạn không? Hãy cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè, like và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video hay ho như thế này.
Hello, cùng tớ trang trí dép Crocs nào mọi người. Mấy em vòng tròn này đẹp không nè? Giờ đổi màu nhé. Dép của tụi mình sẽ siêu sặc sỡ cho xem. Đẹp quá, giờ đến công đoạn vui nhất rồi nè. Tuyệt, nhìn màu xinh xỉu chưa kìa. Oh wow, trời nổi gió to rồi. Sắp bão hay sao ấy nhỉ? À, mũ của mình. Quay lại đây nào. Whee, đây là chuyến đi vui nhất quả đất đó. Ồ, chắc em mũ ấy chẳng quay lại đâu. Chà, ít ra thì mình cũng mua được đủ đồ dùng. Cắt quả dưa hấu này ra xem ngon không nào. Đỏ tươi, nhìn là biết ngon rồi. Mùi như mùa hè vậy. Ý, mình nghĩ ra trò này hay lắm. Mình sẽ úp nửa trái dưa này xuống và lấy bút 3D ra. Vẽ một đường dọc theo vỏ và xuống bàn luôn. Đó, vẽ hết cả nửa trái này luôn. Và mình sẽ tô mấy hình tam giác này. Mình thích tô màu cho đồ vật lắm. Vui dã man. Xong rồi nè, mình đã tô hết được nửa quả dưa. Trang trí vài bông hoa nhỏ xinh nữa nè. Thế là xong, hoàn thiện rồi. Yay, dưa hấu giúp mình làm một cái mũ mới nè. Đáng yêu quá đi, thích mê luôn. Bé này ổn đấy, mời vào trong. Chơi vui vẻ nhé. Không được, quần áo như vậy thì mời về. Em không thấy biển báo à? Dress code nghĩa là phải mặc váy đấy cô nương. Xin mời đi cho, tạm biệt. Chán như con rán, mình có biết gì đâu. Phải làm gì bây giờ ta? Kìa, bút 3D của mình. Chuẩn, cái bút này sẽ giải quyết vấn đề của mình. Muốn rụng cái tay luôn rồi. Buộc nốt giải duy băng nữa là ngon lành cành đào. Tuyệt, vậy mới là váy xinh chứ. Anh gì ơi, em quay lại rồi. Wow, váy này đẹp phết đó nha. Chà, ổn đó nha. Như vậy là phù hợp với dress code rồi. Chúc quẩy vui vẻ nhé cô gái. Wow, váy của cậu đẹp quá đi. Cảm ơn nhé, tớ tự làm đấy. Club này cháy quá bà con ơi. Dọn dẹp nhà cửa nào. Ủa, từ từ đã. Trời ạ, đồ của mình lộn xộn dễ sợ. Mở hộp nữ trang luôn xem nào. Rối tùng phèo vào nhau rồi. Chắc phải ngồi gỡ đống này ra thôi. Hello. Làm gì đấy? Cậu nhìn nè, trang sức của tớ rối hết lên. Ha, thế để tớ ở đây nói chuyện cho cậu bớt chán nhé. Này, giơ tay lên như vậy hộ tớ với. Cảm ơn nhá, tớ sẽ đeo vòng lên các ngón tay của cậu. Wow, cậu có nhiều nữ trang thế. Cậu nên sắp xếp gọn gàng hơn ấy. Triệu hồi bút 3D nè. Trước tiên tớ sẽ vẽ một hình bầu dục, cứ tiếp thế cho đến khi miếng này dày lên. Tới và lui, và tới và lui. Ổn áp đấy, giờ vẽ thêm vài hình tròn ở trên đỉnh nhé. Xây lên thật cao là cao nè, cứ xoay đều nha. Tốt, thế là xong một cột, tiếp tục sang cột thứ hai nè. Xong rồi, và ngón cuối cùng cũng đã xuất hiện. Wow, bàn tay dễ thương ghê. Này, xem tớ làm cho cậu cái gì nè. Nhìn nhớ, trang sức được xếp ngăn nắp rồi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Tớ có thể đặt tất cả trang sức lên đây. Và cũng vui cực nhé. Gọn gàng hẳn ra. Ok, mình đã chuẩn bị tươm tất cho bữa tiệc Hy Lạp rồi. Vẫn hơi thiếu thiếu đồ trang sức nhở. Thôi, trẻ con quá. Ngôi sao à? Thôi, chẳng hợp gì cả. Chà, còn vòng cổ thì sao ta? Cũng không hợp luôn. Này, nhìn cậu xinh quá đi. Xem trang sức của tớ nè. Wow, sang chảnh quá ta. Còn tớ thì chỉ có cái đống này. Chẳng hợp với trang phục gì cả. Chà, tớ nghĩ ra cách giúp cậu rồi nè. Bút 3D tới giải cứu đây. Tớ sẽ dùng tượng chân dung Nefertiti làm mẫu.
Ok, giờ thì vẽ theo hướng này nè. Đó, là một chiếc lá. Cứ tiếp tục vẽ sang lá tiếp theo thôi. Không ngờ lại đẹp thế này luôn á. Chuẩn, không cần chỉnh. Tớ vẽ xong lá cuối cùng rồi này. Thấy không, chúng mình có thể tự làm trang sức xinh xẻo mà. Cảm ơn cậu nhá, tớ ưng lắm luôn. Ừ, chán như con dán. Chị ơi, cho em chơi với, để lượt em. Thôi thôi, hay là em... Đây, chơi với hộp phấn đi này. Dạ vâng. Phải kiếm cái gì để bôi lên mặt mình thôi. Đấy, như vậy thì thoa lên mặt được rồi. Ôi mẹ ơi, con bé làm hỏng hộp phấn của tôi rồi. Ừ, sao lại chán nữa rồi. Đến lượt em chơi. Đây, chơi với đồng hồ của chị đi gái. Mình sắp phá kỷ lục rồi nè. Thôi hy sinh để đổi chút bình yên cũng được. Mình phải tìm cái gì cho con bé chơi thôi. Bút 3D có cứu được mình không nhỉ? Chuẩn, mình có giải pháp rồi đây. Ok, mình vẽ một hình chuẩn chỉnh ở đây. Giờ thì tô vào trong. Phải làm thật nhanh trước khi con bé quay lại. Thêm một chút nữa thôi. Cứ tiếp tục vẽ chồng lên cho giống hình 3D. Vẽ đúng các đường ở đây nữa. Ok, ổn đấy. Giờ vẽ mấy đường ngoằn ngoèo ở trên cùng nữa. Bút 3D tạo kiểu đỉnh thật đấy. Xong, nhìn này, kéo vào và ra. Ổn rồi, thế là khỏi lo bị làm phiền nữa. Ôi không, con bé kìa, giấu tay cầm nhanh nào. Xin lỗi nha, chị làm mất tay cầm rồi. Ủa, làm sao mà mất được ạ? Chị kỳ bò quá đi. Phiu, hiệu quả, con bé phắn rồi. Giờ thì chỉ cần kéo cái tay cầm ra và chơi thôi. Mình không thích kiến. Gì vậy trời? À, báo thức. Đã đến giờ dậy rồi à? Điện thoại đâu rồi ta? Ok, tắt báo thức đi thôi. Cái gì vậy trời? Điện thoại của mình lại biến đâu rồi? Đây rồi, hóa ra là ở dưới chăn. Mệt nhất là buổi sáng đấy. Điện thoại đâu nữa rồi? Gì kỳ vậy? Sao điện thoại dính trên tóc mình được? Lúc nào cũng lạc mất điện thoại. Ước gì mình gắn nó ở đây được nhỉ? Mà được chứ sao không? Lại triệu hồi bút 3D thần thánh nè. Ok, mình sẽ bắt đầu với những đường này. Giờ thì vẽ các đường ngang và dọc. Đó, làm xong cái lưới rồi. Trông giống bánh quế quá ha. Sang màu khác nào. Vẽ giống khung vừa nãy chỉ là nhỏ hơn thôi. Ổn rồi, xong thêm một khung nữa. Lại vẽ màu khác nè. Và cái này còn nhỏ hơn nữa nha. Bây giờ ghép hết lại với nhau. Đủ tất cả các mảnh đây rồi. Đẹp ghê, để thử nghiệm coi sao. Cực vừa vặn cái giường của mình luôn. Cả điện thoại nữa. Một ngày mới lại đến. Còn điện thoại thì ở ngay đây. Bạn sẽ dùng bút 3D như thế nào? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của mình và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay ho như thế này đó nha! Chúng ta sẽ đổ sữa vào cái bát này, rồi thêm vài giọt màu thực phẩm vào nè. Đầu tiên là màu đỏ, rồi đến màu xanh. Và dĩ nhiên là phải có màu vàng rồi. Giờ tớ cần một cây tam bông. Nhúng tam bông vào nước nha! Ôi, nhìn kìa! Màu chuyển động kìa! Tớ có thể làm màu di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Giờ thì trộn các màu lại với nhau. Chán như con dán. Mình nên làm gì đây ta? À, biết rồi. Trổ tài khéo tay thôi. Mình sẽ bắt đầu với sơn màu cam. Vẽ thật là vui. Khó mà chán khi bạn có thể sáng tạo. Nhưng mà phải uống đủ nước nha. Thôi chết. Mình nghĩ cái gì vậy trời? Rơi để sơn ra tay rồi. Bẩn quá. Phải làm sao bây giờ? Sơn lem đầy cái ly nữa chứ. Khoan, mình đúng là thiên tài. Được rồi, đã đến lúc bắt đầu với một cái ly sạch và ngón tay toàn sơn. Chắc là đủ rồi đó. Tiếp theo mình sẽ vẽ đường ngoằn ngoèo ở phía trên. Tốt, vẽ thêm vài đường nữa nè. Sau đó mình dừng bút lông vẽ một chút dưới đống màu. Xong rồi, xinh quá luôn.
trông cứ như dây đèn nhỏ quấn quanh ly ấy, trông đẹp hơn lúc trước bao nhiêu luôn. Không ngờ mình nghĩ ra được ý hay như vậy. Vào uống nước ép thôi nào. Có thế chứ, chuẩn không cần chỉnh. Hai, cậu thấy áo khoác mới của tớ sao? Tớ mua hời lắm nha, áo này đang khuyến mãi 50%, kèo quá thơm phải không? Ờ, cũng tạm, không tệ. Nhìn nhìn áo khoác mới của tớ đây. Thế cậu thấy ốp điện thoại mới của tớ thì sao? Kim Tuyến lỗi mốt rồi gái ơi, tớ có Poppit nè. Sao cũng được, tớ còn có vở nữa nhé, tớ dán đầy hình dán luôn. Trái tim và ngôi sao và một que kem nhỏ nữa. Hả? Vở của mình trống trơn nhìn chán quá. Thế này không ổn tí nào hết. Phải có cách gì đó chứ nhỉ? Mình có bút lông nè. Khoan, đã có kế hoạch luôn rồi. Chuẩn bị bút viết bảng trắng và dao nè. Cắt phần đầu nhé. Và cắt thêm vài đường để nó trông giống trái tim. Ồ, nhìn xinh xỉu luôn này. Và giờ thì lấy vở ra, mình sẽ dùng làm con dấu. Không chỉ dừng lại ở trái tim đâu. Xong rồi nè, vở của tớ đầy trái tim và sao nhé. Thấy không, tự nhìn cậu có chứ. Tớ còn không cần hình dán. Wow, cậu tự làm đây á? Con sắp phải trả lại que kem cho mình. Sao đường sóc thế này? Yeah, vẽ tranh thôi nào. Mình là họa sĩ, nghệ thuật đỉnh cao là đây. Vẽ vui quá. Ôi không, mình làm dây sơ lên máy tính rồi. À đúng, thì cứ lau sạch thôi. Khoan, làm ra thấy ghê quá, chết rồi. Bây giờ lại còn loang lổ hơn nữa. Hồng lòe luôn. Chị sẽ tức điên lên cho mà xem. Chị tỉnh rồi. Ờ, bé đang làm gì vậy? Sao nhìn chị chăm chăm thế? Trông em lạ lắm nhé. Rất đáng ngờ đấy. Khoan đã. Laptop của tôi sao lại thành ra thế này? Toàn sơn hồng này. Có gì ở đây nhỉ? Ống hút à? Khoan, mình hoàn toàn có thể cứu vãn trò tai hại này. Ok, đây là chiếc laptop đáng thương của mình. Mình cần thêm sơn. Chuẩn rồi, thêm chứ không phải bớt sơn nha. Trắng và vàng nữa. Thêm chút tím, màu đẹp quá. Và thêm chút vàng ngả nâu nữa cho đa dạng. Ok, giờ thì cần đến ống hút nè. Mình sẽ bắt đầu thổi sơn. Dùng hơi để đẩy sơn loang ra khắp laptop nè. Cứ tiếp tục thôi, mình thiết thật nhiều màu sắc sặc sỡ. Hòa văn với các màu sắc trông thật thú vị. Wow, không ngờ chúng ta lại có thử tác thế này. Đẹp xỉu luôn, nhìn giống như những làn sóng. Không ngờ kết quả lại xuất sắc thế này. Wow, nhìn máy tính của chị kìa, ngầu quá. Thêm một tầng nữa là xong nè. Không, đổ mất rồi. Mình chơi trò này chán ghê. Khoan, có sơn ở trên kia à? Yeah, chuẩn rồi. Và khung tranh nữa, chị bỏ quên rồi. Mình sẽ trổ tài hội họa. Chị đâu rồi ta? Mình không muốn bị bắt đâu. Không, cửa đóng then cài rồi. Vẽ thế nào? Mình thích màu hồng này, tươi ghê. Ai mà vẽ giỏi quá ta, xuất sắc luôn. Đây rồi, đã có đủ đồ dùng cần thiết. Gì vậy trời? Chị ơi, em đang vẽ, có đẹp không ạ? Đẹp, đẹp muốn xỉu. Phải làm sao bây giờ, thằng bé làm hỏng toàn vẽ mất tiêu rồi. Chuẩn. Giải pháp trong tầm tay nè. Được rồi, đã có toàn vẽ. Chữ A ngay ngắn nhá. Tới sơn nè, mình sẽ dùng màu thằng em dùng. Xanh dương bên này, mình cần thêm màu xanh và chút vàng. Tất cả các màu, đã đến lúc dọn dẹp với bọt biển nào. Đùa thôi, đây là một cách vẽ đấy. Mình muốn dùng bọt biển để chấm tất cả mọi màu. Có trường lên băng dính cũng không sao. Hóa ra chấm chấm thế này vui phết. Nhưng không thể nhanh thế được. Đây là nếu bạn muốn làm cẩn thận. Hiểu, xong rồi nè. Cuối cùng mình cũng phủ màu lên toàn bộ tan vẽ. Bóc băng dính ra là coi như xong. Bóc dễ quá ha. Wow, đẹp thật đó. Bá đạo trên từng hạt gạo. Wow, đỉnh của chóp chị ơi. Chị vẽ giỏi thật đấy. Vẽ cho em với. Sao len dối tung lên thế này? Wow, bà ơi, nhìn nè. À, thôi xong, len của bà.
lộn xộn quá. Không không không, tranh của con hỏng mất rồi còn đâu. Bà ơi, len của bà làm đổ sơn rồi. Khoan, len, quận len, tất nhiên rồi. Đằng nào nó cũng dính sơn rồi, mình sẽ làm chuyện này. Nào nào, sơn đen đã phủ đầy toàn vẽ, giờ thì đến len ánh vàng nè. Mình sẽ đặt len trên khắp toàn vẽ và thêm ở đây nữa. Thế là xong, đều trên khắp toàn vẽ luôn. Tiếp theo, mình sẽ cần dán các đầu len chưa có sơn lại. Sẵn sàng chưa? Kéo toàn vẽ lên nào. Ái chà chà, len tuột xuống rất gọn. Cháu bà tạo nên tác phẩm ấn tượng quá luôn này. Con đúng là họa sĩ giỏi nhất của bà đấy. Đây cũng là bức đẹp nhất của con. Cậu ấy xinh thật. Để xem mình có thể gây ấn tượng với cậu ấy bằng tài năng hay không. Mình sẽ bắt đầu với xanh dương. Cũng cần các màu khác nữa. Dĩ nhiên là phải tô trái tim tình yêu này màu hồng rồi. Đó, nhìn tranh là cậu ấy sẽ hiểu ngay tâm ý của mình. Không biết cậu ấy có thích không? Cậu vẽ tặng tớ à? Thôi thôi, bỏ đi rồi. Không, mình không muốn thấy phản ứng đó. Không thể dùng được. Ủa? Thôi xong, sơn len đầy tay mình luôn rồi. Trời, như con dán đang lâng lâng mà ngã cái rầm. Thôi đi rửa tay cho sạch không lại dây khắp nơi. Chắc chắn phải rửa xà phòng mới sạch được. Mà chờ chút. Wow, đẹp chứ kìa. Bọt xà phòng có màu do sơn nè. Bắt đầu tạo kiệt tác thôi. Mình chuẩn bị một bát nước và nước rửa bát. Tất nhiên phải phun cả sơn vào rồi. Giờ thì khuấy đều lên bằng que kem nè. Ok nha, hơi có bọt nổi lên rồi. Nhưng mình cần nhiều bọt hơn. Dùng ống hút để thổi nào. Wow, bong bóng nổi lên quá trời luôn. Nhớ là thổi nha, đừng có hút. Ok, tạm biệt ống hút. Bây giờ hãy đặt tờ giấy lên mặt bát có bọt như vậy thôi. Wow, bong bóng hiện trên trang giấy nè. Chào cậu, tặng làm thiệp này cho cậu nè. Cậu làm cho tớ hả? Wow, đẹp thật đấy. Đúng màu xanh tớ thích nữa. Ôi trời ơi, cùng tớ đi vào lớp nhé. Thành công mỹ mãn luôn. Bạn muốn thử mẹo vẽ nào đầu tiên? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với đám bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này nha. Xịt, tớ đang cố tập trung. Đúng là đồ mọt sách. Có lẽ nếu cậu tập trung thì cậu cũng thi đỗ đấy. Ăn kẹo vui hơn nhiều. Hả? Có chuyện gì vậy? Kẹo à? Trong lớp tôi gì đây? Con giun à! Gì nữa? Lêu lêu. Cho biết tay. Doremi. Ok, sẵn sàng rồi. Dạ phải, tất nhiên. Trang điểm sương sương thôi nha. Chị đây đẹp tự nhiên rồi. Dạ đúng rồi ạ. Đánh chút son cho tươi tắn. Quân, có người gọi điện. Thật luôn. Alo. Cậu đùa chắc? Hắn làm gì? Tôi đến ngay đây. Đến giờ rồi. Mau ra ngoài đi. Phải, được. Quân, thế này mình không ra ngoài được. Phải làm sao bây giờ? Này, chị Trang Điểm ơi, quay lại. Đúng là thảm họa mà. Khô đành. Khó đến mức nào chứ? Đến giờ vẫn ổn. Mình đang đùa ai chứ? Mình khác gì hề đâu. Ok, để thử một cách khác xem sao. Mong là hiệu quả. Học yoga quả là không phí công chút nào. Yeah yeah, đúng rồi, tớ đang dụ cô ấy rồi. Không như nghĩ đâu. Kẻ quái. Chúng tôi sẽ hơi lâu một chút. Tôi đang cố trang điểm nốt. Wow, cứ bình tĩnh. Phải có cách nào đó chứ nhỉ. Tuyệt, có sợi chỉ trên áo khoác của mình. Khoan đã, hay là dùng sợi này nhỉ. Cũng đáng thử mà. Anh
đang làm gì vậy? Tôi sẽ cọ sợi chỉ vào son môi. Tôi muốn phủ kín sợi chỉ bằng son. Giờ tôi sẽ tạo đường viền xung quanh môi. Làm đến môi dưới này. Rồi đánh son vào lòng môi. Đó, xong rồi. Wow, cháy quá đó nha. Trông y như trên poster, hoàn hảo. Anh bảo chương trình đã bắt đầu là sao? Min đã đang ở đây. Nhanh nào, đi đi đi. Quẩy lên nào. Trời đẹp quá. Ngồi chỗ đó là chuẩn rồi. Chà, cảnh đẹp nức lòng. Mình thích hòa mình vào thiên nhiên. Ồ, một chú sóc nhỏ đáng yêu. Nè anh bận nhỏ. Ồ, chị sẽ vẽ em. Ở yên nhé. Úi, suýt thì rơi. Xin lỗi nhé, chị xong ngay thôi. Hay là mình tựa vào ghế nhỉ? Khoan đã. Không, thế này cũng không được. Không làm sao thoải mái được. Sao mà khó vậy trời. Bực bội chết đi được. Pizza ngon vãi cháy vãi chết. Có gì không ạ? Chào, cho tôi hộp đó nhé. Tôi sẽ trả tiền. Được. Nhưng không cho pizza. Tuyệt, có tiền mua thêm pizza rồi. Đúng là ngày may mắn. Đúng thứ mình cần rồi nè. Mình sẽ dùng cái này để dựng nắp. Giờ đặt giấy lên mặt này. Giống như giá vẽ của họa sĩ. Giờ vẽ được rồi. Mình có thể vẽ cô gái ăn pizza. Trông cũng rất ok là. Nhưng vẽ chân dung khó thật đấy. Pizza đúng là món ăn hoàn hảo. Này, cô là người mẫu đỉnh đấy. Cô nói gì cô? Cô đang vẽ tôi sao? Mình muốn xem thử coi sao. Mình sẽ lén lút phía sau. Không đời nào. Không thể tin được. Quả là tuyệt tác. Chà. Cô làm tôi hết hồn. Cô đấy. Mong là cô thích nó. Tôi thích lắm. Tôi có thể mua tranh này không? Được chứ. Cảm ơn. Cô là họa sĩ đích thực. Cảm ơn nhé. Ôi trời đất. Là trời. Hả? Chào Mindy. Dê của cậu xinh quá. Cậu phải nói tôi biết cậu mua ở đâu. Để tớ giúp cậu. Wow, tớ suýt thì quên mất. Cậu nghĩ sao về giày của tớ? Wow, đẹp muốn xỉu luôn á. Tớ ghen tị quá. Cảm ơn nha, đôi giày rất tôn áo của tớ. Các nàng ơi, màu này chất như nước cắt luôn. Sao thế? Giày của cậu à? Thật là bi thảm. Nhìn mà thấy xấu hổ dùm. Còn lâu tớ mới đeo. Đúng rồi ha. Tớ thích mà. Rất hợp với đồ của tớ. Sao cũng được. Cái gì vậy? Hình như mình dẫm lên gì đó. Hóa ra là bút chì. Không dùng được nữa. Hay là có? Cứ chờ xem. Mình cần vài chiếc bút chì. Chúng sẽ giúp mình nâng cấp đôi giày. Mình sẽ phun keo vào bút chì. Phun dọc ngoài thế này. Rồi mình dán nó vào gót giày này. Mình sẽ làm tương tự với chỗ bút chì kia. Mình muốn phủ kín toàn bộ gót. Mình sẽ dùng bút chì dài hơn ở phần gót cao hơn. Chiếc cuối cùng nè. Wow, nhiều màu sắc chứ nè. Thêm màu sắc cho chiếc giày nào. Không thể quên chiếc còn lại. Ai mà cần đi mua giày cơ chứ. Chỉ muốn sở thử ngay thôi. Xem nào. Lát nữa tớ sẽ đi mua sắm. Cậu đi cùng nhé. Ôi trời đất. Nhìn giày mà xem. Các cậu thấy sao nào? Trông đẹp nhỉ? Khép miệng và không ngáp phải rồi. Wow. Đã cân khớp hẳn luôn. Ok, kiểm tra số đo xem nào. Này Jennifer. Đã muốn xỉu luôn. Tớ bật TV có được không vậy? Cậu đang làm gì đấy? Cậu biết tớ đang ăn kiêng mà. Thơm nức mũi luôn. Khoan, thôi biến đi. Rồi. Nhìn mà xem. Gấu teddy siêu to khổng lồ.
Mình có một ý tưởng. Mình sẽ cắt một đường trên gấu, rồi nhồi xì nách vào trong. Như vậy là giấu được rồi. Jennifer không cần nhìn thấy chúng. Và mình có thể ăn tất cả. Cảm ơn vì đã bỏ kẹo đi nhé. Tất nhiên, không vấn đề gì. Mindy, tiếng gì đấy? Có chuyện gì vậy? Chỉ đang ôm gấu Teddy thôi mà. Đúng là rất đáng yêu. Suýt thì lộ. Được rồi cả lớp, tập trung nào. Hôm nay chúng ta làm kiểm tra. Không trao đổi hay gian lận, cô sẽ giám sát. Bắt đầu làm đi. Sẽ ổn cả thôi, mình chỉ cần lấy bút. Ôi không, mình không mở được túi bút. Thôi nào, mở ra. Không ổn chút nào. Hay là nhờ Jennifer nhỉ? Gì? Cậu có thử cái bút bi nào không? Làm ơn. Không, tớ đang dùng rồi. Wow, ok. Mindy, cô đã nói gì? Em xin lỗi. Phải làm sao bây giờ chứ? Mình còn trẻ và đầy hoài bão. Và rồi mình bị điểm F. Giờ nhìn mình xem. Lại một ngày nữa bận rộn tiêu tiền. Ôi, nhìn người nghèo này xem. Cô có tiền thừa cho tôi xin, làm ơn. Ok, để tôi xem. Mong là giúp được cô. Cảm ơn cô nhiều. Cô thực sự rất biết ơn. Cô tốt bụng quá. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Mình tuyệt đối không thể bị ép. Khoan đã, hay là mình dùng kẹp giấy này nhỉ? Mình sẽ đặt kẹp giấy lên bàn. Giờ mình cần súng bắn keo. Mình sẽ bơm keo vào trong kẹp giấy. Mình dùng keo kim tuyến vì trông nó dễ thương. Mình sẽ phủ kín phần này. Giờ để nó cứng lại, mình sẽ luồn đầu này của kẹp giấy vào khóa kéo. Yeah, mở được rồi. Nhẹ cả người luôn. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với nhiều loại vấn đề dù có vẻ nhỏ nhưng cực kỳ phiền phức. Nhưng đừng bực bội nhé. Hãy dùng các thủ thuật tuyệt vời này. Bạn thích mẹo nào nhỉ? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.